Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 131 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này, cổ lão ma thở ra một hơi dài. Nhưng ngay sau đó, lão lập tức cảm ứng được khí tức sinh mệnh cường đại đang truy đuổi tới gần. Hít một ngụm lương khí, hắn nhất thời cảm thấy một cỗ hàn khí chạy dọc theo sống lưng. Lần này tới Bồng Lai Tiên Đảo, hắn có ngưng huyết nhân và lục túc thánh thú hậu thuẫn, cho nên bản thân ở vào thế bất bại. Cho dù là ngưng huyết nhân bị các thế lực trên Đông Hải quần đảo nghĩ ra được biện pháp phá giải, nhưng chỉ cần có lục túc thánh thú, hắn tuyệt đối có thể an toàn chạy thoát. Thế nhưng hắn lại không ngờ được tại vùng Đông Hải này đột nhiên xuất hiện bạch mã lôi điện thần kỳ như vậy. Bạch mã với lôi chi lực chính là khắc tinh lớn nhất của ngưng huyết nhân. Chỉ với một kích đã phá hủy toàn bộ công sức hơn trăm năm qua của hắn. Hơn thế nữa, tốc độ của lục túc thì vẫn còn kém xa nó. Mặc dù hắn đã liều mạng bỏ chạy, nhưng qua không bao lâu đã bị bạch mã đuổi kịp. Không những thế, con bạch mã này còn có toàn địa chi thuật, tốc độ cũng nhanh hơn lục túc thánh thú một bậc. Đến tận lúc này hắn mới thật sự tâm tàn ý lạnh, hồng tâm trắng trí ban đầu đã biến mất, không thể khôi phục. Lúc này, liên tiếp những hoành sắc quang mang xuyên qua lòng đất bay về phía lục túc thánh thú. Ngũ hành hoàn phóng thích thổ địa chi lực, ngay cả dưới lòng đất cũng không chịu một chút ảnh hưởng nào. Uy thế cuồng đại do nó phóng ra khiến cho lão ma đầu ở phía trước phải sởn tóc gáy. Bất quá, hắn lập tức phát hiện ra trong mỗi một luồng quang mang này đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Ngay cả hắn cũng chỉ có thể đem toàn lực mới phá giải được. Tuy nhiên, những quang mang này phảng phất như vô cùng vô tận, chỉ một lát đã có hơn 10 đạo liên tiếp lao tới. Hạ Nhất Minh gần như không cần phải nghỉ ngơi, không ngừng phóng thích thổ chi lực cường đại. Hơn nữa mỗi một lực lượng do hắn phóng ra đều có uy lực cường đại. Lòng dạ của lão ma hơi trùng xuống, là biết đây khẳng định là do kiện ngũ hành hoàn được phản chế lại. Giờ phút này, trong lòng hắn vừa giận vừa sợ. Nếu như vật này rơi vào tay lão, thì lão có thể đủ khả năng tiến vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Bỗng nhiên, một đạo quang mang thật lớn thoáng xuất hiện ở phía trước. Cổ lão ma cảm thấy lạnh cả người. Lão hét lớn một tiếng, hai kiện thần binh trên tay nhất thời tỏa ra một cỗ huyết sắc đỏ tươi. Lần này lão sử dụng chính là máu của mình, nên uy lực vô cùng cường đại. Đây là một trong những chiêu thức để lão liều mạng. Nhưng mà ngay lúc này, lão đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện một đạo quang mang màu tím. Trong lòng thầm kêu bất hảo, nguyên lai đạo quang mang này do con bạch mã đáng chết đó phóng ra. Lôi điện lóe ra, cổ lão ma hao phí máu của mình để thi triển một chiêu liều mạng, trong nháy mắt đã bị nó phá mất, ngay cả một chút tác dụng cũng không thể tạo thành. Sắc mặt cổ lão ma thay đổi một cách khó lường, đột nhiên lão cắn răng một cái, đưa ra quyết định cuối cùng. Hai chân hắn hơi thấp xuống một chút, cả thân hình nhanh chóng rời khỏi lưng của lục túc thánh thú, hướng về phía trên bay lên. Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người ra, lúc này hắn mới biết cổ lão ma cũng nắm giữ toàn địa chi thuật. Trong tích tắc vừa rồi, trong lòng lão khẳng định đã suy nghĩ được cách thoát thân. Bạch mã lôi điện mặc dù cường đại, nhưng dù sao nó cũng không thông thạo toàn địa chi thuật, cho nên lão mới đưa ra lựa chọn này. Thầm than một tiếng, nhìn qua phương hướng của lục túc thánh thú rời đi, con bạch mã hơi chuyển cả thân người, liền nhanh chóng trở lên mặt đất. Ngay sau khi cổ lão ma hiện lên trên mặt đất và bỏ chạy, thì bạch quang chợt lóe lên trước mắt, con bạch mã đã xuất hiện ngay trước mặt lão. Cười thảm một tiếng, lão nói: "Thật là nhanh, không biết đây là loại thánh thú gì, có thể cho lão phú biết được không?" Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói: "Tại hạ cũng với bạch mã lôi điện gặp nhau do trùng hợp mà thôi, chứ bản thân cũng không biết lai lịch của nó, xin cổ lão thứ lỗi." Cổ lão ma bình tĩnh trở lại, hắn lặng lặng nhìn Hạ Nhất Minh nói: "Các hạ muốn lấy tính mệnh của lão phù sao?" Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng: "Ta đã đáp ứng với sở huynh." Thanh âm của hắn mặc dù không cao, nhưng lại mang theo ngữ khí kiên định dị thường, không có nửa điểm thương lượng. Gương mặt của lão ma hơi thay đổi, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Nửa ngày sau mới có tiếng cười to:
Cũng được. Lão phu vì luyện chế ngưng huyết nhân để đột phá ngũ khí triều nguyên, mà hơn trăm năm qua đã giết không biết bao nhiêu người, còn đào mộ của mấy vị tôn giả lên để thu thập xá lợi tử. Cho nên hôm nay có chút cũng không tính là oan uổng gì. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến. Vậy mới biết hơn 10 khối xá lợi tử lão từ đâu mà có. Nghĩ không ra, đường đường là một ba đạo tôn giả lại đi làm kẻ trộm mộ. Bất quá nếu không làm như thế thì lão cũng không có khả năng thu đập được đông đảo xá lợi tử như vậy. Sắc mặt cổ lão ma đột nhiên nghiêm túc lại. Lão Huỳnh, lão phu có một chuyện muốn nhờ, mong ngươi đáp ứng. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Ngươi nói đi. Cổ lão ma đưa tay vào trong người lấy ra một cái hộp. Hạ Nhất Minh liếc mắt đã nhận ra đây chính là cái hộp đựng xá lợi tử. Mở chiếc hộp trong tay, cổ lão ma rút từ trong đó ra một cái tấm gỗ mỏng, bên trong nhất thời lộ ra một cái cơ quan. Trong chiếc hộp còn có một chiếc ngăn, như vậy rõ ràng là có nguyên do của nó. Cổ lão ma đã dùng ngăn bí mật này để đựng một quyển sách. Dù đứng ở phía xa, nhưng Hạ Nhất Minh chỉ cần liếc mắt là lập tức nhận ra đó là một quyển thần thư. Cổ lão ma không chút do dự đem toàn bộ sách trong tay cùng chiếc hộp vứt lại. Hạ Nhất Minh đưa tay ra đón lấy. Hắn không hiểu nhìn cổ lão ma. Một lúc sau mới nói. Người muốn dùng vật này trao đổi lấy tính mạng sao? Cổ lão ma cười hắc hắc nói. Người đồng ý sao? Hạ Nhất Minh quả quyết lắc đầu. Ta nếu đã đáp ứng với Sở Huỳnh thì sẽ không nuốt lời. Cùng với cổ lão ma giao thủ, Hạ Nhất Minh biết tính tình người này rất âm hiểm. Nếu thật sự để cho lão chạy thoát thì hậu hoạn sau này khó lường trước được. Cổ lão ma cười thảm một tiếng. Ta cũng không trông mong ngươi sẽ tha mạng cho ta, nhưng quyển thần thư này không thể vì ta chết đi mà thất truyền cho được, cho nên lão phu muốn nhờ ngươi vì nó mà tìm một truyền nhân, đừng để những thứ bên trong đó thất truyền. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, mặc dù hắn mơ hồ có cảm giác trong đó khẳng định có âm mưu mà mình không đoán ra được, nhưng ngay cả thần thư đối phương cũng đưa cho mình, vậy thì còn gì có thể nói nữa. Nhíu mày suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh đóng nắp chiếc hộp lại, tùy ý để nó ra phía sau nói. Ta đáp ứng người. Cổ lão ma gật đầu một cái, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Lão gầm nhẹ một tiếng, hai chân đẹp theo một loại bộ pháp huyền ảo. Thân hình dần dần bị một mảnh huyết quang bao phủ vào bên trong. Vô số huyết sắc lan ra bốn xung quanh, giờ phút này tựa hồ như cổ lão ma đã biến thành ác quỷ, tánh mạng hơi thở cũng theo đó mà dần trở nên tán loạn. Khí tức bạo phát giống như sóng biển dâng trào, sau đó huyết sắc quang mang lao về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh lặng lặng nhìn lão, cuối cùng thở dài một tiếng, chân khí toàn thân tiến vào trong ngũ hành hoàn. Trong nháy mắt, chiếc sừng của bạch mã lôi điện cũng lóe lên quang mang thần kỳ. Lực lượng cường đại còn do con bạch mã phát ra cũng lập tức biến vào bên trong ngũ hành hoàn. Đồng thời trong lúc này, ở bên trong ngũ hành hoàn cũng phóng xuất ra lực lượng cường đại của nó. Chỉ trong nháy mắt, ba cỗ lực lượng đến từ những phương hướng khác nhau họp lại cùng một chỗ. Ngũ hành hoàn kịch liệt xoay chuyển, thủy chi lực liên miên bất tận, mộc chi lực thì lại tràn đầy sức sống, hỏa chi lực hừng hực khí thế mãnh liệt, thổ chi lực trầm ổn như núi, và cuối cùng chính là kim chi lực vô kiên bất tồi, không có gì không phá được. Năm đạo quang mang trong nháy mắt ngưng kết lại làm một, phá vỡ không gian lao về phía huyết sắc quang mang. Một tiếng hét thảm từ trong đám huyết quang vang lên. Sau đó là toàn bộ huyết sắc quang mang nhanh chóng tiêu biến, không còn một chút dấu vết. Bị lực lượng của ngũ hành hoàn trùng kích, ngưng huyết thuật của cổ lão ma đã bị phế bỏ hoàn toàn. Sau khi lão đứng vững lại, lồng ngực vỡ toang, trên ngực trái tạo thành một cái động khẩu to bằng nắm tay. Một lực lượng máu tươi từ đó tuôn trào ra, trong nháy mắt đã thấm đẫm toàn bộ thân hình lão. Lúc này đây, lão đã chính thức biến thành một huyết nhân, hơn nữa là một huyết nhân không cách nào động đậy được. Lão ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chớp động quang mang kỳ dị. Từ ánh mắt của lão, Hạ Nhất Minh có thể nhìn thấy trong đó ẩn chứa sự hối hận vô hạn, lại có cả sự cao hứng vì được giải thoát. Nhưng càng kỳ quái hơn, Hạ Nhất Minh còn tựa hồ phát hiện trong ánh mắt của lão còn có một chút cảm giác hả hê. Từ từ, máu từ trong ngực lão chảy ra càng ngày càng ít, cuối cùng tiêu hao hầu như không còn chút nào. Cổ lão ma rút hơi thở cuối cùng, thân hình nặng nề rơi xuống mặt đất, chỉ là ánh mắt của lão vẫn như trước, không có bất cứ thay đổi nào, tựa hồ như nó vẫn đang trào phúng nhìn cái thế giới này. Hạ Nhất Minh xuống ngựa, đi tới bên cạnh xác lão. Hắn nhíu mày, cảm giác được như có cái gì đó không đúng. Nếu đổi lại là Hạ Nhất Minh, hắn nhất định sẽ không đem bí tịch đưa cho kẻ muốn dồn mình vào chỗ chết.
Hơn nữa Hạ Nhất Minh cũng không tin cổ lão ma có lòng dạ rộng lượng như thế. Liên tưởng tới ánh mắt cuối cùng của lão, Hạ Nhất Minh biết trong quyển bí tịch này khẳng định có huyền cơ. Lấy chiếc hộp xuống, Hạ Nhất Minh lấy ra quyển bí tịch. Yên lặng quan sát nửa ngày, cuối cùng hắn chỉ cười khổ một tiếng. Cổ lão ma khẳng định đoán chắc, bất cứ ai nhìn thấy quyển bí tịch thần đạo này, khẳng định sẽ không thể thoát khỏi cám dỗ của nó. Về điều này, Hạ Nhất Minh vô cùng rõ ràng. Hắn thở dài một hơi, cổ lão ma trước lúc chết tặng bí tịch, đây tuyệt đối không phải là do lòng hảo tâm. Cho dù là nhìn thấu được tâm tư của lão, nhưng cũng rất khó có thể không nghiên cứu quyển thần đạo bí tịch này. Cắn chặt hàm răng, Hạ Nhất Minh rốt cục đưa tay ra, mở trang thứ nhất của quyển bí tịch. Ngưng huyết kinh. Ba chữ đỏ tươi như máu viết trên trang thứ nhất của quyển bí tịch. Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn một lúc. Hắn đột nhiên cảm giác được máu trên người tựa hồ cũng như chịu ảnh hưởng, có chiều hướng vọng động. Hắn thầm thất kinh, hít một hơi dài khiến tâm cảnh đang sao động của mình trở lại như bình thường. Đây là một bức tranh. Những nét đỏ tươi như máu ở trên bức tranh đang bay múa. Hai mí mắt Hạ Nhất Minh không ngừng giật giật. Hắn tựa hồ như bị huyết sắc trên trang thứ nhất hấp dẫn, dần dần đắm chìm vào trong đó. Tinh thần Hạ Nhất Minh tập trung cao độ. Chỉ sau một khắc, toàn bộ tinh thần đã chìm sâu vào trong cảnh giới thần kỳ. Bên người có Bạch Mã Lôi Điện thủ hộ, cho nên Hạ Nhất Minh mới yên tâm nghiên cứu qua quyển bí tịch này. Ít nhất trên hòn đảo nhỏ này không tồn tại cường giả nào có thể mạnh hơn Bạch Mã Lôi Điện. Cho dù người đó là Sở Hảo Châu, cường giả ngũ khí triều nguyên, cũng chưa chắc có thể thắng được Bạch Mã. Vì vậy, Hạ Nhất Minh mới không cần suy nghĩ tới an toàn của mình. Khi tinh thần hắn tiến vào trong thần đạo bí tịch, lập tức cảm nhận được một màn mưa máu. Mưa máu từ trên không trung đổ xuống, vô cùng vô tận, từ từ hội tụ lại một chỗ, tạo thành một biển máu. Trong biển máu lại có vô số các dòng chảy. Có dòng chảy thì to lớn vô cùng, có dòng lại chỉ nhỏ bằng ngón tay út. Bỗng nhiên, một cú hấp lực thật lớn từ bên trong dòng chảy phát ra, trong nháy mắt hút Hạ Nhất Minh về phía nó. Giật mình kinh hãi, Hạ Nhất Minh sử dụng toàn bộ sức lực muốn thoát khỏi luồng hấp lực này. Tuy nhiên, làm cho hắn phải hoảng sợ hơn chính là luồng hấp lực này rất cường đại, vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn. Ngay cả với cấp bậc tôn giả như Hạ Nhất Minh cũng không thể chống cự lại được luồng hấp lực này. Khi tinh thần hắn bị hút vào trong đó, thân thể nhất thời run nhẹ vài cái, sau đó nhiệt độ thân thể chậm rãi hạ xuống, hô hấp cũng trở nên như có như không. Bạch Mã Lôi Điện ở bên cạnh Hạ Nhất Minh quay đầu lại nhìn, ánh mắt của nó tràn ngập vẻ hổ nghi. Thực lực của nó quả thật là rất cường đại, nhưng tình huống tu luyện của con người lại không biết nhiều, cho nên nó cũng không rõ trên người Hạ Nhất Minh đang xảy ra chuyện gì. Chỉ là với trí thông minh của nó thì có thể cảm ứng được tình huống của Hạ Nhất Minh bây giờ tựa hồ cũng không tốt lắm. Nó ngẩng cao đầu, cất tiếng hí kinh thiên động địa. Tiếng hí truyền ra khắp bốn phương tám hướng, thậm chí còn khiến cho không gian nổi lên từng gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, một đạo tiếng hống đáp ứng rung chuyển trời đất từ xa chuyển lại. Sau đó, một đạo nhân ảnh khác vượt qua hắn, hơn nữa còn đáp xuống bên cạnh Bạch Ma. Tiếp theo đó, đạo nhân ảnh kia cũng tới nơi. Từ giữa không trung, đạo nhân ảnh nhìn người tới trước nói: Sở mẫu sớm đã đoán Bách huynh có tu vi sâu không thể lường được, nguyên lại đã sớm bước vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên, tiểu đệ thật thất lễ. Đạo nhân ảnh vừa mới tới chính là Sở Hảo Châu. Hắn nghe được tiếng hí của Bạch Mã cho nên lập tức đến đây. Còn đạo nhân ảnh xuất phát sau nhưng mà đến trước chính là Bách Linh Bát đang ôm Bảo Trư trong lòng. Bách Linh Bát đưa mắt nhìn Sở Hảo Châu, rồi lại liếc mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh đang đứng yên một chỗ không hề động đậy. Sở Hảo Châu xấu hổ cười, đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh, cảm ứng hơi thở yếu ớt từ trên người hắn phát ra, hổ nghi hỏi: Bách huynh, Hảo huynh đệ làm sao vậy? Không biết là do tâm tình tốt hơn hay là do quan hệ giữa hai người gần lại mà Bách Linh Bát đáp lại: Hắn đang ngủ đông. Ngủ đông? Sở Hảo Châu nhướng mày thì thào hỏi: Hình như chỉ có động vật mới có thể ngủ đông à? Bách Linh Bát không quay đầu lại nói: Con người cũng là một loại động vật. Sở Hảo Châu cố gắng không xem thường đối phương, nhưng ở trong lòng hắn đối với Bách Linh Bát luôn có cảm giác kiêng kỵ. Dù thế nào thì hắn cũng không muốn trở mặt với cường giả ở cảnh giới ngũ khí triều nguyên, cho nên chỉ đành cười trừ hai tiếng. Đám người cứ yên lặng đứng chờ. Cho đến một canh giờ sau, Hạ Nhất Minh mới thở dài một hơi, tinh thần từ trong quyển bí tịch quay trở lại. Trong lúc mọi người chờ đợi, tinh thần của Hạ Nhất Minh đã bị dòng chảy hút vào. Nhưng khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là
Dòng huyết thì này tựa hồ không tạo ra bất cứ thương tổn nào cho hắn, cho dù là ảnh hưởng nhỏ nhất cũng không có. Tâm tình hắn lập tức ổn định lại, trong lòng tâm tức lấy làm kỳ lạ. Sau khi hắn cảm nhận được hấp lực của dòng suối, Hà Nhất Minh hiểu được chính mình có thể đã rơi vào âm mưu của cổ lão mà. Muốn sử dụng tinh thần lực để tiến vào trong không gian này cũng không phải là không thể. Tuy nhiên khi tiến vào, nhất định phải ở trong tình huống đặc biệt nào đó mới có thể không bị làm sao. Nếu không có bất cứ chuẩn bị gì mà đem tinh thần tiến nhập vào trong quyệt bí tịch, như vậy kết quả duy nhất chính là tinh thần bị huyết thì hút vào bên trong, vĩnh viễn không siêu sinh. Bất quá, cổ lão ma làm cách nào cũng không nghĩ ra được. Bản thân hắn có thể chất đặc thù. Huyết thủy nơi này mặc dù có thể hút tinh thần hắn vào trong đó, nhưng lực lượng của nó không thể gây thương tổn được với hắn. Bởi vì lực lượng huyết thủy chính là ngưng huyết thuật của Thường Châu Hắc gia. Đối với lực lượng này, bản thân hắn đã sớm nắm giữ. Cho nên dưới tình huống cùng một loại lực lượng không thể gây ra thương tổn cho nhau. Ngẩng đầu lên, nhìn cảnh sắc phía trên đang xảy ra biến hóa kỳ dị. Dưới dòng suối vô tận, phảng phất như biến thành một chiếc gương tròn lớn đang không ngừng xoay chuyển. Trong chiếc gương có rất nhiều đồ án kết hợp lại cùng một chỗ, hình thành vô số biến hóa thần kỳ. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi, nhìn hết thảy mọi thứ đang diễn ra. Dần dần đồ án tựa hồ như có linh tính tiến nhập vào trong đầu hắn, hơn nữa còn tự động sắp xếp theo thứ tự. Chỉ một thoáng thời gian, Hạ Nhất Minh đã thấy được rất nhiều đồ họa sống động. Điểm duy nhất giống nhau của những đồ họa này chính là đám người có thực lực cường đại đều bị giết chết, thân thể bọn họ bị phá vỡ ra. Ở giữa mi tâm, nơi có một chút xương thịt dính vào nhau đều có một hạt châu màu trắng. Hạ Nhất Minh nhướng mày, hắn lập tức biết được những người bị sát hại một cách tàn nhẫn này đều là tôn giả. Xá lợi tử ở trong cơ thể bọn họ đều bị người ta dùng phương thức này lấy ra. Đem xá lợi tử góp nhặt lại một chỗ, trong đó xá lợi tử lớn nhất ở mi tâm lại càng không được buông tha. Một người sau khi trở thành tôn giả có từ 3 đến 9 hạt xá lợi tử. Bất quá trong đám xá lợi tử này chỉ có viên ở giữa mi tâm là lớn nhất, nó sở hữu sinh mệnh lực cường đại nhất. Từ từ, 108 viên xá lợi tử tập hợp lại một chỗ, chúng xếp thành một hàng theo phương thức kỳ dị. Hà Nhất Minh rõ ràng thấy được ở trong đám xá lợi tử này có 72 viên là bình thường, ngoài ra còn có 36 viên thuộc về vị trí mi tâm. Sau đó, một người đứng vào giữa đám xá lợi tử, hắn mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi ở giữa không trung phân ra thành từng giọt huyết châu, rơi đều lên trên đám xá lợi tử. Một màn kỳ dị này xuất hiện, trên huyết châu đều xuất hiện quang mang thần kỳ, chúng từ từ tiến nhập vào bên trong xá lợi tử. Hai mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ tỏa sáng, ở trung tâm dòng chảy có vô số tri thức huyết lực lượng tiến nhập vào trong đầu hắn, làm cho hắn hiểu rõ được máu của nhân loại có một loại lực lượng thần kỳ và cường đại. Loại lực lượng này không thuộc trong ngũ hành lực, cũng không quan hệ với năng lượng ngoại giới, nhưng những huyền ảo của nó không kém hơn những lực lượng khác. Giờ phút này hắn thậm chí còn có một loại cảm giác bên ngoài là một thế giới rộng lớn, nhưng bên trong cơ thể mỗi người cũng là một thế giới lớn không kém. Chỉ đơn độc lực lượng ở bên trong mỗi con người đều không hề thua kém một lực lượng ở ngoại giới. Ngày qua ngày, năm qua năm, vô số huyết châu đã tiến nhập vào trong 108 khối xá lợi tử. Lực lượng của xá lợi tử rốt cuộc đã bị kích phát ra, chúng nó thức dậy biến thành một vụ nhân, một huyết hồng vụ nhân. Đến tận lúc này, Hạ Nhất Minh mới hiểu được lai lịch vụ nhân mà cổ lão ma điều khiển. Chỉ là làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc hơn chính là cổ lão ma sở hữu số lượng xá lợi tử không tới 100, mà người ở trong dòng suối chảy lại có tới 108 viên xá lợi tử. Bất quá, hắn rất nhanh hiểu được chênh lệch bên trong. Tay một khắc chạm vào vụ nhân, một cú áp lực khổng lồ nhất thời ập vào mặt hắn. Tinh thần lực Hạ Nhất Minh rất cứng cỏi và cường đại, nhưng khi va chạm với luồng lực lượng này cũng không khỏi rét run. Hắn muốn kiên trì chống cự thì luồng áp lực nhất thời tăng vọt lên. Chỉ trong một khắc, luồng áp lực đã vượt qua khỏi giới hạn chịu được của cơ thể hắn. Từ bên tai hắn nổi lên một tiếng kinh thiên động địa, giống như có vô số tạc nạn đồng thời nổ bên tai hắn, làm cho tâm thần hắn lâm vào tình huống không thể tự chủ được. Sau đó, Hạ Nhất Minh mơ hồ thấy được huyết vụ nhân kia tùy ý vung tay lên một cái. Nhất thời, thế giới xung quanh thay đổi, vô số dòng suối chảy biến mất, thiên địa xung quanh dưới áp lực của hắn bắt đầu rên rỉ, những đồ án cũng theo đó mà biến mất. Thiên địa xung quanh trong nháy mắt chỉ còn lại một màu đỏ tươi như máu, ngay cả không khí cũng như thế. Thân hình Hạ Nhất Minh mãnh liệt run lên, khi hắn mở mắt ra mới phát hiện
tinh thần của mình đã rời khỏi cuốn thần đạo thư tịch thần kỳ. Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ nhớ lại những tri thức về huyết lực vừa tiếp nhận. Hắn rốt cuộc đã rõ những đồ án bên trong đại biểu cho cái gì. Quyển sách này chính là ghi lại biện pháp sử dụng huyết lực cấp cao nhất, sử dụng 108 khối xá lợi tử của những bộ vị bất đồng. Dựa theo bí pháp quỷ dị tiến hành luyện chế, như vậy qua một thời gian có thể ngưng tụ lại thành một huyết vụ nhân. Một khi vụ nhân hình thành, nó sở hữu lực lượng cường đại, là một đối thủ khó chơi đối với các tôn giả. Huyết vụ nhân một khi cùng người ta tiếp xúc, có thể trực tiếp xâm nhập vào trong thân thể đối phương, hấp thu máu của đối phương để biến thành sức mạnh của mình. Bởi vì đây là thông qua huyết chi lực rèn luyện thành, cho nên vụ nhân cùng với bản thể có sự liên lạc thần bí. Bản thể có thể hoàn toàn khống chế hành động của vụ nhân tùy theo ý mình chỉ huy. Hơn nữa, ngoài trừ khi gặp phải lôi điện cường đại, vụ nhân căn bản không có khả năng thương vong. Nghĩ tới vụ nhân cường đại ở trong ngưng huyết kinh, sống lưng Hạ Nhất Minh không khỏi lạnh toát. May là cổ lão ma tu luyện cũng chỉ là một huyết vụ nhân khuyết thiếu. Nếu để cho hắn thành công luyện chế được huyết vụ nhân như trong bí tịch ghi lại, như vậy kết quả của trận chiến ngày hôm nay chỉ sợ phải viết lại hoàn toàn. Bất quá hắn vừa nghĩ tới đây, nhất thời tinh thần thư thái hơn. Nếu hoàn toàn luyện được huyết vụ nhân như trong bí tịch, thì thế giới này chẳng phải đã sớm trở thành thiên hạ của huyết vụ nhân sao? Một đạo âm thanh dồn dập truyền tới tai Hạ Nhất Minh, mang tinh thần Hạ Nhất Minh từ trong ngưng huyết thuật kéo ra. Hắn hơi lắc đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cũng từ vô ý thức dần ngưng tụ lại. Cuối cùng, hai mắt chớp động tinh quang nói: "Sở lão ca, sao huynh lại ở chỗ này? Hai người Lâm Nghi Vũ và Trần Ốc đâu?" Sở Hảo Châu cười ngạo nghễ nói: "Lão ca ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, lần này ra tay tự nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn chúng." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn hiểu được kết quả của đôi thầy trò tôn giả này. Ánh mắt Sở Hảo Châu dừng lại trên tay Hạ Nhất Minh, trầm giọng nói: "Hạ huynh đệ, nếu lão huynh không lầm thì vừa rồi đệ đang tìm hiểu võ đạo phải không?" Hạ Nhất Minh cười nhẹ một tiếng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói: "Sở lão ca, tiểu đệ đã nhập định bao lâu rồi?" "Không sai biệt lắm, một canh giờ." "Một canh giờ?" Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói. Hắn ở trong dòng chảy học vô số tri thức mới, theo như suy đoán của hắn thì ít nhất cũng phải hơn một năm, có khi lỡ hẹn cả với Kim Chiến Dịch. Nhưng không nghĩ tới, lần này ở trong đó học tập lại chỉ mất có một canh giờ. Hắn khẽ lắc đầu, môn ngưng huyết thuật này quả nhiên quỷ bí khó lường. Cũng không biết vị cường giả nào có thể sáng tạo ra được công pháp huyết hệ thần kỳ như vậy. "Hạ huynh đệ, để truy đuổi theo cổ lão ma kết quả như thế nào?" Sở Hảo Châu lại hỏi. Chứng kiến vẻ mặt ngưng trọng của hắn, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác được hắn tựa hồ như biết chút gì đó. Không hề giấu giếm chút nào, đem việc truy đuổi cổ lão ma kể lại một lần, ngay cả ngưng huyết kinh hắn đưa cho mình cũng nói ra. Sắc mặt Sở Hảo Châu ngày càng khó coi, cuối cùng lớn tiếng hỏi: "Hạ huynh đệ, mấy rồi ngươi nhập định, có phải là nghiên cứu ngưng huyết châu thần đạo bí tịch?" Hạ Nhất Minh nhẹ gật đầu, trong lòng hắn thầm giật mình, nhìn về mặt của Sở Hảo Châu quả thật có chút dọa người à. Sở Hảo Châu thì hắn trả lời như vậy, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt lộ vẻ mâu thuẫn cực kỳ. Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Sở lão ca, tiểu đệ ngu đốn không biết đã xảy ra chuyện gì, mong lão ca giải thích cho." Sở Hảo Châu thở dài một tiếng, rốt cục nói: "Hạ huynh đệ, đệ bị mắc lừa rồi. Tên cổ lão ma đáng chết, lão phu hẳn không thể bâm thây vạn đoạn hắn." Hạ Nhất Minh dùng mình nói: "Tiểu đệ sớm đã có dự cảm, cổ lão ma làm như vậy khẳng định có ẩn giấu tâm tư khác, nhưng lại không cách nào đoán ra được." Sở Hảo Châu hơi lắc đầu, hắn đưa cho Hạ huynh đệ một cái bẫy, mà cái bẫy này lại chính là quyền thần đạo bí tịch mà hắn đưa tặng cho. Hạ Nhất Minh nhớ lại một màn chứng kiến khi nãy, hơi gật đầu nhưng cũng không nói gì. Nói thật, Hạ Nhất Minh cũng chỉ có thể cảm ứng được huyết vụ nhân kia rất cường đại, nó nắm giữ lực lượng mà mình không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ cũng chỉ có Hỏa Long do Hỏa Long Lô thao khống mới có thể luận bàn cùng. Nhưng mà huyết vụ nhân so với Hỏa Long cái nào hơn thì trước mắt Hạ Nhất Minh không thể cảm nhận được. Sở Hảo Châu đột nhiên như chút được gánh nặng trên người, cười nói: "Hôm nay sau khi chứng kiến cổ lão ma luyện xuất ra ngưng huyết nhân, lão phu sợ đến mức thiếu chút nữa đã bỏ chạy. May là có Bạch Mã kịp thời xuất hiện, hơn nữa còn có lôi điện khắc chế tác dụng của ngưng huyết nhân. Thực sự là được ông trời phù hộ hả? Nếu không,
Đông Hải Tam Đảo và các đảo nhỏ xung quanh đều phải chịu đại nạn. Hạ Nhất Minh hơi nhướng mày. Hắn nghĩ tới những lời Sở Hảo Châu nói. Hắn muốn hỏi Sở Hảo Châu xem Ngưu Huyết Nhân nắm giữ uy lực cường đại tới mức nào. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại im lặng không hỏi. Sở Lão Ca, tiểu đệ cũng đã đọc qua quyển bí tịch này. Cũng không phải sẽ biến thành một người điên như ba người kia chứ? Hạ Nhất Minh nói giỡn. Sở Hảo Châu chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh một vài lần, sau đó nói. Có lẽ do Hà huynh đệ đọc quyển bí tịch này trong một thời gian ngắn nên mới bình an vô sự. Bất quá ngươi nên nghe theo Lão Ca một câu, ngàn vạn lần không nên nghiên cứu quyển bí tịch này. Hạ Nhất Minh gật đầu một cái. Tới lúc này hắn đã rõ ràng ý tứ của cổ lão ma khi tặng bí tịch. Quyển thần đạo bí tịch này quả nhiên là một quyển bí tịch hiếm thấy, nhưng muốn tu luyện nó nhất định phải học ngưng huyết thuật. Khi muốn nắm giữ công pháp ở trong quyển bí tịch thì đó chính là tự tìm đường chết. Chỉ cần tinh lực bị dòng suối đó hút vào, như vậy bản thân sẽ bị nổi điên. Nhưng mà cho dù cổ lão ma thông minh cỡ nào cũng không thể nghĩ được, chính mình từ người của Hắc gia đã học được ngưng huyết thuật. Bởi vì có nó, cho nên tinh thần của Hạ Nhất Minh mới có thể được sự tán thành của quyển bí tịch. Hơn nữa cuối cùng lại có thể học được pháp môn vận dụng huyết chi lực. Luyện chế ngưng huyết nhân, đó là cảnh giới cao nhất trong ngưng huyết thuật. Ngoài trừ những thứ đó ra, còn có rất nhiều kỹ xảo vận dụng khác. Tuy nhiên tất cả đều không có ngoại lệ. Nếu không có ngưng huyết thuật làm nền tảng, như vậy hết thảy đều là vô nghĩa. Gật đầu một cái, sắc mặt Hạ Nhất Minh tỏ vẻ cực kỳ ngưng trọng. Nhưng Sở Hào Châu cũng không biết, trong lòng hắn không để những lời của lão ở trong lòng. Quyền thần đạo bí tịch này nếu rơi vào tay của những tôn giả khác chính là đại họa, nhưng lại rơi đúng vào tay hắn. Nó có thể mang tới uy lực cường đại, tại sao hắn phải buông tha cho nó chứ? Hạ Nhất Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói. Sở Lão Ca, nếu tiểu đệ không nhìn lầm thì hẳn là Lão Ca đang nắm giữ phi hành chi đạo. Trên mặt Sở Hảo Châu nhất thời nổi lên một tia cười đắc ý. Hắn cười nói, Hạ huynh đệ, vừa nãy Lão Ca luyện hóa nội đan Hắc Thiếu Vương, trong lúc vô tình đã khôi phục lại được thần binh lợi khí ban đầu. Long tiên lại càng dung hợp với chân khí của Lão Ca hơn. Dưới cơ duyên xảo hợp, Lão Ca đã nhờ đó mà đột phá cực hạn, ngưng luyện một lần nữa thanh binh khí này. Hết thảy là nhờ phúc của lão đệ đó. Trong mắt Hạ Nhất Minh lóe lên tinh quang, hắn chăm chú nói, Sở Lão Ca, Lão Ca đã đạt tới cảnh giới ngũ khí triều tiên. Sở Hảo Châu hơi ngẩn người ra, nhìn về mặt chăm chú của Hạ Nhất Minh, hắn gãi gãi đầu nói, ngũ khí triều nguyên chính là cảnh giới sau của tam hoa tụ đỉnh, muốn đạt tới cảnh giới này thì vô cùng khó khăn. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, phải làm như thế nào? Sở Hảo Châu kỳ quái nhìn Hạ Nhất Minh, vì sao Hạ Nhất Minh lại hỏi vấn đề này? Nhưng lão vẫn giải thích chi tiết. Nửa ngày sau, Hạ Nhất Minh mới hiểu rõ được. Sau khi vụ hóa thần binh trở thành tôn giả, bản thân đã đạt tới cảnh giới chí cao. Đặc biệt là thân thể con người đã đạt tới cảnh giới bão hòa, muốn tiến thêm một bước nữa là vô cùng khó khăn. Bất quá, trí thông minh của loài người là vô hạn, đã nghĩ ra cách quang hóa lần thứ hai thanh thần binh lợi khí của mình. Một khi thành công như vậy, tương đương với trong thân thể đã có thêm một vị tôn giả. Hơn nữa sau khi quang hóa thành công lần thứ hai, có thể đem thanh thần binh hóa thành vô hình khí bao bọc bên ngoài thân thể, giúp bản thân có thể bay lượn trên bầu trời. Mỗi một lần luyện chế một thanh thần binh lợi khí, lực lượng trong cơ thể lại một lần nữa gia tăng hơn. Vô số năm qua, trải qua vô số lần tổng kết kinh nghiệm, mọi người cho ra kết luận, ngoài trừ bổn mạng binh khí ra, còn có thể quang hóa thêm 5 kiện thần binh lợi khí khác. 5 kiện thần binh lợi khí này chính là cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Đương nhiên, nếu có thể vũ khí thêm một thanh thần binh lợi khí khác ngoài thanh bổn mạng thần binh ra, bản thân chẳng khác nào đã tiến vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Từ đó về sau, bản thân sẽ nắm giữ uy lực mà tôn giả bình thường không thể so sánh được. Sở Hảo Châu giới thiệu xong, hắn thở dài một hơi nói, Lão Ca mới tiến vào ngũ khí chi cảnh, đã lập tức chạy đi báo thủ. Kỳ thật nếu tiếp tục tu luyện thêm 1.5 năm nữa, thì đánh chết 2 người Lâm Nghi Phú đâu có lao lực như vậy. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, cung kính thật sâu, cười lớn nói, Lão Ca đã tiến vào ngũ khí chi cảnh, thật sự là chuyện đáng mừng. Sở Hảo Châu cười khổ một tiếng nói, Lão Ca có thể đặt chân vào ngũ khí chi cảnh hoàn toàn là do may mắn. Nếu không phải trước kia bổn mạng thần binh bị hủy đi, lần này trong lúc không biết gì mà phục hồi được lại, như vậy chỉ bằng vào tư chất của Lão Ca, chỉ sợ kiếp này không thể đặt chân vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Hạ Nhất Minh nghe xong trong lòng đại động, sau đó nói,
Sở lão ca, chính vì không phá không lầm, phá rồi mới có thể lập lại. Có lẽ phương pháp này của lão ca ngày sau sẽ trở thành lưu ý để người ta tiến vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Sở Hào Châu giật mình, sau đó im lặng không nói. Nhưng mà Hạ Nhất Minh đã nhìn ra trong lòng lão bị những lời nói của mình đánh động. Dù sao, nếu phương pháp này của hắn có thể truyền lưu xuống, như vậy tên tuổi Sở Hào Châu sẽ lưu danh muôn đời, được vô số người truyền tụng. Qua nửa ngày sau, Sở Hào Châu thở dài một tiếng nói: Hạ huynh đệ, lão phu năm đó hủy thần binh lợi khí vì muốn báo thù huyết hận, cho nên mới không để ý hết thảy mọi thứ mà làm như vậy. Nhưng trong đám tôn giả hôm nay, ngươi nói có người nào sẽ lựa chọn cách hủy thần binh của mình không? Hai người không nói gì tiếp. Nửa ngày sau, Hạ Nhất Minh mới nói: Lão ca, tiểu đệ có một tin tức tốt nói cho huynh. Vẻ mặt Sở Hào Châu kinh ngạc, hắn đang định hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. Từ phương xa có một con chim to đáp xuống, sau đó từ nơi nào truyền đến tiếng kêu thảm thiết, âm thanh mang đầy vẻ tuyệt vọng. Ngưng tụ chân khí vào trong hai mắt, Hạ Nhất Minh mới nhận ra nó chính là con linh thú mà Trần Văn Khanh cưỡi. Mặc dù nó không phải là thánh thú, nhưng thực lực của nó tương đương cường giả nhất đường thiên. Một khi nó xác định mục tiêu không phải là cao thủ nhất đường thiên, như vậy ở trên bình nguyên tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi móng vuốt của nó. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói: Mới rồi là một gã tiên thiên cường giả. Sở Hào Châu khẽ gật đầu: Không sai, ngày này lúc sắp chết mà tiếng kêu truyền xa như vậy cũng chỉ có thể là tiên thiên cường giả. Mặc dù bọn họ có thể nhìn ra xa, nhưng dù sao do khoảng cách nên chỉ có thể dựa theo âm thanh mạnh yếu để phán đoán thân phận người chết. Chúng ta qua đó xem một chút nào, Hạ Nhất Minh cất cao giọng. Sở Hào Châu cười hắc hắc: Hạ huynh đệ, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây một chút, nửa canh giờ sau hãy tới. Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ hỏi: Vì sao? Sở Hào Châu đưa tay chỉ về phía thanh âm chuyển tới: Hạ huynh đệ xem một chút, nơi đấy là địa phương nào? Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn về phương hướng hắn chỉ nói: Hướng đó chính là Hải Thiên Thành. Sở Hào Châu cười lớn một tiếng nói: Có thế chứ, chúng ta hãy chậm rãi chờ xem. Lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nếu không phải bản thân cùng Sở Hào Châu có giao tình, hắn thật sự sẽ hoài nghi dụng ý của người này. Sở Hào Châu nở nụ cười nói: Nếu lão cao đoán không lầm, Hải Thiên Thành bây giờ đã đại loạn. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng: Hải Thiên Nhất Môn có hai vị tôn giả đại nhân, ngoài ra còn có hai vị khách khanh tôn giả. Nếu trong cùng một ngày mà bị giết, thì dù là bất cứ môn phái nào cũng trở nên hỗn loạn. Sở Hào Châu nghiêm mặt nói: Lão ca vốn có chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy linh thiếu thì biết hai người trên hồng đỏ không phụ kỳ vọng của ta. Hạ Nhất Minh chớp mắt vài cái nói: Sở lão ca, huynh muốn nói cái gì? Khóe miệng Sở Hào Châu hơi cười nói: Lão đệ, ngươi biết vì sao trước khi giao thủ ta lại cố ý đuổi hai người trên hồng đỏ cùng với Trần Văn Khánh đi không? Hạ Nhất Minh trầm ngâm nửa ngày rốt cuộc lắc đầu. Sở Hào Châu thản nhiên thở dài: Hai ngày kia mặc dù không tới Tiên Linh Sơn nhất mạch độ sát đệ tử bổn môn, tuy nhiên khi đệ tử bổn môn đến phạm vi thế lực của bọn họ thì lại bị đuổi đi, khiến cho đệ tử bổn môn rơi vào độc thủ của đám người Lâm Nghi Vũ. Đây chính là trợ trụ vi ngược, lão ca và bọn chúng không thể làm bạn. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng, hắn biết lão làm vậy khẳng định còn có nguyên nhân khác. Quả nhiên, Sở Hào Châu nói tiếp: Hơn nữa, lão ca đã tiến vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên, còn có người và Bạch Mã tương trợ, cho nên không cần hai người bọn họ làm vướng tay vướng chân. Hắn dừng một chút, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia âm u. Lão ca đuổi hai người đó đi là còn có nguyên nhân khác, chính là vì muốn bọn họ thu thập tàn cuộc. Hạ Nhất Minh rùng mình, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hào Châu. Sở Hào Châu gật mạnh đầu: Lão ca mặc dù đã đặt chân vào ngũ khí chi cảnh, nhưng dù sao cũng chỉ có một người, mà môn nhân Hải Thiên Môn đông đảo, chỉ bằng vào sức của một mình lão ca căn bản không thể nhổ cỏ tận gốc. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi nói: Cho nên lão ca mới đuổi hai người bọn họ đi, mà dựa theo tính cách hai người khẳng định sẽ không lập tức rời đi. Hai người đó sẽ tiếp tục ở lại xem trận đánh của chúng ta cho tới khi phân thắng bại mới thôi. Nếu chúng ta thất bại, tự nhiên không còn cách nào khác. Còn nếu chúng ta thắng, giết chết được đám người Lâm Nghi Vũ, thì hai người đó sẽ lập tức ra tay tiêu diệt tiên thiên cường giả của Hải Thiên Nhất Môn. Sở Hào Châu cất tiếng cười to: Hạ huynh đệ nói không sai,
đến khi các tiên thiên cường giả Hải Thiên Môn không còn, hai người bọn họ khẳng định sẽ đem môn phái này tận diệt. Tiếng cười của lão càng lúc càng lớn, hơn nữa còn có chút điên cuồng. Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, hắn có thể tưởng tượng được kết cục của Hải Thiên Môn. Khi mất đi các cao thủ chống lưng, nội bộ Hải Thiên Môn khẳng định sẽ bị chia rẽ. Lúc đấy chỉ cần Kiền Sơn Môn cùng Linh Thiếu Cốc đưa binh lực đến, nhất định sẽ dễ dàng lật đổ Hải Thiên Môn, thậm chí còn có thể đuổi tận giết tuyệt. Giống như Tiên Linh Sơn nhất mạch ngày xưa, từ nay biến mất khỏi thế gian. Trước khi Sở Hảo Châu ra tay cũng đang nghĩ tới cục diện này, cho nên mới đuổi hai người Triền Hồng Đổ đi. Nếu như lão cố ý báo thù thì cũng thuận tay giết chết hai người kia, như vậy ngay cả Kiền Sơn Môn cùng Linh Thiếu Cốc có liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của Hải Thiên Môn. Kế mượn đao giết người này quả thật là biện pháp ít phải dùng sức nhất. Nhìn về phía trước, hắn đột nhiên nói: "Các ngươi mặc dù không làm sai, nhưng từng đuổi đệ tử của chúng ta đi." Lẩm bẩm một lúc, để cho bọn chúng tiêu ra một thời gian. Trong vòng 5 năm, bọn họ khẳng định có thể hủy diệt Hải Thiên Môn. Đến lúc đó, lão ca nhất định củng cố lực lượng. Khi ấy muốn giết một nhà là chuyện rất dễ dàng. Chỉ cần giết hai người bọn họ, Kiền Sơn Môn cùng Linh Thiếu Cốc sao có thể bình yên sống chung. Lão cười hắc hắc hai tiếng, nói tiếp: "Mặc kệ Bồng Lai Tiên Đảo cuối cùng thuộc về tay ai, thì cừu oán của bổn môn cũng được trả." Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn Sở Hảo Châu. Cùng lão ở trong một thời gian mặc dù không dài, nhưng Sở Hảo Châu mang tới cho Hạ Nhất Minh cảm giác không phải là một tiếng hay tính kế hại người. Lúc này hắn mới hiểu được nguyên lai lực lượng cừu hận có thể khiến cho bất cứ kẻ nào thay đổi. Ở trên hoang đảo đó 40 năm, thật sự không biết Sở Hảo Châu làm sao có thể chịu được. Thở dài một tiếng, sắc mặt Hạ Nhất Minh đột nhiên biến đổi, nói: "Bất hảo." Sở Hảo Châu không hiểu hỏi: "Sao lại bất hảo?" Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng: "Sở lão ca, tiểu đệ ở trên Bồng Lai Tiên Đảo gặp một người. Người này có thiên phú tam hệ đồng tu, hơn nữa chủ yếu là hắn năm nay mới có 18 tuổi, chưa bái làm môn hạ của ai." Sở Hảo Châu xoay người lại, đôi mắt hắn tỏa ra tinh quang, tràn ngập vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Hít sâu một hơi, Sở Hảo Châu nói: "Hạ huynh đệ, người này ở đâu, tên là gì?" "Người này tên là Hoắc Đông Thành, bây giờ đang ở bên trong Kiền Sơn Thành." Hai mắt Sở Hảo Châu khẽ nhướng lên. Kiền Sơn Thành, chẳng lẽ hắn với Kiền Sơn Môn có qua lại gì? Hạ Nhất Minh đưa tay ra chỉ: "Sở lão ca nói không sai, tam thúc hắn được Triền Hồng Đồ thu làm môn hạ, cả gia tộc hắn cũng được Kiền Sơn Môn chiếu cố một cách đặc thù." Ánh mắt Sở Hảo Châu thay đổi khó lường, nửa ngày sau nói: "Có thể được Triền Hồng Đồ nhìn chúng thu làm môn hạ, thì tam thúc hắn khẳng định có thiên phú dị bẩm. Chỉ là Triền Hồng Đồ này vì sao lại bỏ qua Hoắc Đông Thành?" Hạ Nhất Minh cười hắc hắc: "Rất đơn giản, bởi vì tiểu đệ đã thay lão ca thu hắn làm đồ đệ." Ánh mắt Sở Hảo Châu lập tức tỏa sáng, nhìn về phía Hạ Nhất Minh tràn ngập niềm cảm kích. Người mang tam hệ thiên phú trước nay vốn rất ít, nếu là một người tán tu như vậy cả đời hành tẩu chưa chắc đã tìm được môn nhân đắc ý. Sở Hảo Châu có thể chất đặc thù, hắn cũng không phải là tam hệ đồng tu tương sinh ngũ hành, mà là phong thủy hỏa tam hệ, cho nên hắn muốn tìm một người để truyền y bát lại càng khó khăn. Vì thế khi Hạ Nhất Minh nói cho hắn biết tìm được truyền nhân cho hắn, trong lòng hắn trở nên kích động lạ thường, rất khó dùng bút mực để tả nổi. Hạ Nhất Minh cũng quýt khoát tay, cười khổ nói: "Sở lão ca, ta trước kia không biết Tiên Linh Sơn nhất mạch cùng Kiền Sơn Môn có xung đột, nếu không ta không đáp ứng để tam thúc hắn bái làm môn hạ của Triền Hồng Đồ. Bất quá hôm nay ván đã đóng thuyền, Hoắc gia đã trở thành một phần tử của Kiền Sơn Môn, cho nên tiểu đệ mới cảm thấy khó khăn." Sắc mặt Sở Hảo Châu khẽ biến, hắn lập tức hiểu rõ được ý tứ của Hạ Nhất Minh. Nếu như thật sự nhận tên đệ tử này, như vậy thù ngày sau không thể báo với Kiền Sơn Môn. Nếu hắn ra tay giết chết Triền Hồng Đồ thì khẳng định sẽ là một kích chí mạng với Kiền Sơn Môn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ gây ảnh hưởng tới Hoắc gia. Do dự một chút, Sở Hảo Châu nói: "Hạ huynh đệ, nếu bọn họ vừa mới gia nhập vào Kiền Sơn Môn, hẳn là tình cảm hai bên còn chưa sâu đậm, không bằng chúng ta thuyết phục bọn họ rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo này." Hạ Nhất Minh giật mình: "Tiểu đệ cũng không phản đối, nhưng xem ra cũng rất khó." Hắn đem chuyện chia tay trước đó kể lại chi tiết một lần, hơn nữa cả mối giao tình giữa Trương Hòa Thái, môn hạ của Kiền Sơn Môn cùng với Hoắc gia. Nói đến người này, cho dù là Sở Hảo Châu cũng hiểu được, Hoắc gia cùng với Kiền Sơn Môn có quan hệ quả nhiên khó có thể dứt bỏ.
đôi mắt Giả Hảo Châu biến hóa vô cùng. Hà Nhất Minh biết trong lòng lão đang rất khó quyết định, cho nên bản thân cũng không thúc giục. Dù sao hắn cũng làm hết sức có thể. Về phản Hoắc Đông Thành cùng với Giả Hảo Châu có duyên phận sư đồ hay không thì hắn không thể nói trước được. Một canh giờ sau, Giả Hảo Châu mới thở dài một tiếng nói: mối cửu lớn nhất của bổn môn là Hải Thiên Môn. Nếu tận diệt được môn phái này, như vậy linh hồn của môn đệ bổn môn cũng coi như là có thể nhắm mắt. Hạ Nhất Minh cười nhẹ một tiếng. Nghe sau những lời này của lão, hắn hiểu được Giả Hảo Châu đã vì tên đậu đệ này mà buông bỏ mối thù với Kiền Sơn Môn. Về phản Linh Thiếu Cốc thì không nằm trong sự lo lắng của Hạ Nhất Minh. Trong lòng hắn đối với tương lai của Hoắc Đông Thành rất xem trọng. Giả Hảo Châu sau khi tự vấn trong lòng cả canh giờ đã đưa ra quyết định cuối cùng. Như vậy khẳng định ngày sau sẽ hết sức tài bồi cho Hoắc Đông Thành. Giả Hảo Châu nhìn về phía Hải Thiên Thành ở phương xa, sau đó nói: Hạ huynh đệ, bọn họ lúc này hẳn cũng đã xong việc, chúng ta đến đó xem một chút thôi. Hạ Nhất Minh mỉm cười, hai nhân ảnh lập tức song song chạy về phía Hải Thiên Thành. Bên trong Hải Thiên Thành bỗng có hai đạo nhân ảnh lóe lên. Cả hai thân ảnh này đều di chuyển với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được để rời khỏi thành. Trần Hồng Đồ cùng với Trần Vãn Khanh cũng không có đi xa, mà ở bên ngoài Hải Thiên Thành ẩn nấp. Bọn họ tự nhiên có ý nghĩ muốn tọa sơn quan hổ đấu. Trong lòng hai người đối với đám người Hạ Nhất Minh không có nhiều hy vọng sẽ thủ thắng. Trần Hồng Đồ dậm mạnh chân, đã nhiều năm rồi hắn chưa từng kích động như thế. Sở lão đầu, thật sự càng già càng ương ngạnh. Nếu hai người chúng ta ở lại, hơn nữa còn có Bạch Mã và Bách Linh Bát tiên sinh đồng loạt ra tay, khẳng định có thể chiến thắng. Trần Vãn Khanh liếc mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: Triển tôn giả, Sở lão đầu mặc dù ương ngạnh nhưng không phải là kẻ ngu xuẩn. Lão khẳng định nắm chắc 7 thành, nếu không lão nhất định sẽ không cự tuyệt sự tương trợ của chúng ta. Triển Hồng Đồ do dự một chút, trầm giọng nói: Bọn họ đối mặt với 5 vị tôn giả, hơn nữa trong đó còn có một con thánh thú à? Hắn vừa nói tới đây thì nghe thấy một tiếng nổ từ bên trong thành vang lên, sau đó một cỗ khí thế khổng lồ bạo phát. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, từ trong đôi mắt đối phương nhìn ra được một chút lo lắng trong mắt đối phương. Bởi vì bọn họ đều biết đây hẳn là tín hiệu của mấy vị tôn giả trong thành bắt đầu động thủ. Mặc dù hai người hy vọng Sở Hảo Châu có thể giết chết đám người Lâm Nghi Vũ, nhưng ở tận sâu trong đáy lòng bọn họ cũng vẫn có chút bất an. Sở Hảo Châu đã từng nói qua không hề so đo với bọn chúng. Tuy nhiên đây cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Nếu vì vậy mà có thể làm bọn họ yên tâm thì là điều không thể. Cho nên ở trong lòng bọn họ mong muốn kết quả lý tưởng nhất chính là Sở Hảo Châu cùng với đám Lâm Nghi Vũ đồng quy vô tận. Chỉ là cho dù người nào cũng biết chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Một khi một phương bị thua, khẳng định sẽ liều mạng đào tẩu. Tất cả mọi người đều biết cấp bậc tôn giả một khi chạy trốn, đừng ai mong có thể dễ dàng truy đuổi. Nếu không như thế, 40 năm trước khi Sở Hảo Châu bị thầy trò Lâm Nghi Vũ giáp công đã không thể bình yên thoát đi. Tiếng nổ trong thành cùng với khí thế cường đại càng lúc càng xảy ra một cách dữ dội. Cho dù là với tu vi của hai người cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Bất quá, dù hai người có lớn gan hơn nữa cũng không dám tiến vào trong thành để theo dõi. Nếu chẳng may bị những người này hiểu lầm mình nhân lúc cháy nhà hôi của, chỉ sợ hai người này cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Qua một khắc thời gian, Trần Vãn Khanh cất lên một tiếng kêu dài. Từ cuối cái chân trời bay tới một con linh thiếu to lớn. Bất quá khi đầu linh thiếu này bay tới, ánh mắt cũng nhìn vào trong thành, rõ ràng nó cảm ứng được bên trong đó có hơi thở làm nó phải sợ hãi. Trần Vãn Khanh nhảy lên cao, châm chạm vào lưng con linh thiếu. Sắc mặt Trần Hồng Đồ khẽ biến, cười khổ nói: Trần tôn giả, ngươi có phi hành linh thú trợ giúp, có thể tránh né sự truy kích của bọn họ, lão phu thì lại không có bổn sự này. Trần Vãn Khanh do dự một chút nói: Lên đây đi. Trần Hồng Đồ vội vàng ôm quyền, đa tạ. Thân hình hắn vừa động đã rơi xuống lưng của con linh thiếu. Thân thể của linh thiếu khẽ lung lay một chút, tựa hồ như muốn làm cho hắn ngã xuống. Nhưng Trần Hồng Đồ là nhân vật như thế nào? Một khi đã đứng lên linh thiếu thì lập tức vững như núi Thái Sơn. Trần Vãn Khanh nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai linh thiếu mấy câu. Đại gia hoàn này rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, giang hai cánh ra bay lên. Linh thiếu ở trong chủng tộc phi hành ma thú tương đối dũng mãnh, mà dù so sánh với Bạch Mã thì có vẻ như không đáng là gì.
nhưng khi bay lượn trên không trung cũng lộ ra phong phạm của một vị vương giả. Một đôi cánh lớn được triển khai, con linh thiếu dừng lại ở phía trên cao, cách xa mặt đất trăm thước. Ở vị trí này, hai người tương đối an toàn. Tối thiểu với hiểu biết của bọn họ, tôn giả bình thường không có khả năng uy hiếp tới độ cao phi hành ma thú. Hai người cúi xuống nhìn, vừa vặn chứng kiến đại điện bị hủy, mà ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh lúc này cũng phóng xuất ra hơn trăm đạo thần quang kỳ diệu, khiến cho cổ lão ma trở nên vô cùng chật vật. Trong mắt Trần Vãn Khanh lộ vẻ rung động. Người này sao lại có năng lực cường đại như vậy? Triển tôn giả, ngươi có phải đã cùng hắn giao thủ qua đúng không? Kết quả cuối cùng như nào? Sắc mặt Triển Hồng đổ trắng xanh một lúc, cuối cùng thở dài một tiếng. Lão phu vốn từ lần trước cùng hắn giao thủ đã khiến hắn thi triển hết sức, nhưng hôm nay mới biết được hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực, quả là bất phàm. Trần Vãn Khanh khẽ gật đầu. Nguyên lai người này có tu vi lại cao như vậy, chẳng trách Sở Hào Châu không hề tỏ vẻ sợ hãi. Trần Hồng Đồ cây khò một tiếng. Thực lực của bọn họ không thể so sánh được với tôn giả bình thường. Có lẽ một ngày nào đó hai người này còn có thể tiến xa thêm một bước. Nói những lời này, ngay cả hắn cũng lộ ra vẻ mặt hâm mộ cùng đố kỵ. Bất quá bọn họ cũng không ngờ được, đây mới chỉ là bắt đầu. Sự việc phát sinh sau đó đều khiến cho người nào theo dõi đều phải sợ hãi. Cổ lão ma dĩ nhiên đã thành công luyện được ngưng huyết nhân ở trong truyền thuyết. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ Đông Hải vĩnh viễn không có ngày bình yên. Không chỉ có như thế, sau khi lôi điện xuất hiện đánh vào lục túc thánh thú, hết thảy mọi việc đều làm cho lòng bọn họ lạnh ngắt. Tinh quang từ trên người Sở Hào Châu lóe lên, lòng tiên bao quanh lấy hắn lại trợ giúp hắn phi hành. Điều này khiến cho hai người Triển Hồng Đồ sợ hãi tới mức thiếu chút nữa đã rớt từ không trung xuống. Hai người Triển Hồng Đồ đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra được nỗi sợ hãi cùng sự bất đắc dĩ trong ánh mắt đối phương. Chỉ liếc mắt một cái, hai người đã nhận ra lão gia hỏa Sở Hào Châu đã đột phá cực hạn, tiến vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Mà dù lão mới chỉ miễn cưỡng sử dụng khả năng phi hành, nhưng hai người đều biết chỉ cần cho lão vài năm thời gian để củng cố sẽ khiến cho thực lực đại tăng. Trong lòng bọn họ thầm kêu may mắn. May mắn Sở Hào Châu sốt ruột trong việc báo thù, cho nên khi vừa tấn cấp ngũ khí chi cảnh lập tức đã chạy đến đây báo thù. Nếu không, đợi tới khi lão ổn định cảnh giới, công lực đại thành, chỉ sợ sẽ không có việc sẽ bỏ qua cho hai người. Khi hai thầy trò Lâm Nghi Vũ bỏ chạy, Sở Hào Châu thi triển ra thực lực ngũ khí chi cảnh, cổ lão ma cũng lập tức xoay người chạy đi. Nhưng từ phía sau hắn, Hạ Nhất Minh đang thi triển phiên thiên ấn như kẻ điên đuổi theo. Chứng kiến Hạ Nhất Minh giống như con ruồi con nhặng bám theo, khiến cho ai cũng phải đau đầu. Hai vị tôn giả đồng thời cảm thấy sống lưng có một trận hàn ý dâng lên. Bọn họ biết, vô luận Hạ Nhất Minh hay Sở Hào Châu quay lại báo thù thì bọn họ cũng không dễ trêu chọc vào. Ngay sau đó, Bái Linh Bát thần bí quỷ dị trên hiện trường đem mấy khối xá lợi tử thu lại. Nếu là bình thường, hai người bọn họ ở cùng một chỗ có lẽ còn có gan uy hiếp Bách Linh Bát giao xá lợi tử. Nhưng sau khi xem hết thầy cuộc chiến, ý niệm này trong lòng bọn họ sớm đã tan thành mây khói. Không bao lâu, từ phương xa truyền lại một tiếng hí dài. Sở Hào Châu đã giết được Lâm Nghi Vũ. Hắn nghe thấy tiếng hí lập tức bay qua. Nhưng không nghĩ tới, tốc độ Bách Linh Bát so với hắn còn nhanh hơn nhiều. Cơ hồ chỉ thoáng ca cái đã vượt qua hắn, bay về phía Bạch Mã phát ra tiếng hí. Nhìn thấy màn này, hai người Triển Hồng Đồ càng thêm sợ hãi. Nguyên lai người này cũng là cao thủ ngũ khí chi cảnh, chẳng trách Sở Hào Châu tin tưởng mười phần, căn bản là không cần hai người bọn họ nhúng tay vào. Sau khi Sở Hào Châu cùng Bách Linh Bát rời đi, trong thành lập tức đại loạn, đặc biệt là Lâm Nghi Vũ và Trần Ốc cùng lúc bỏ mạng tại đây. Điều này đối với Hải Thiên Môn chính là một đả kích chí mạng. Hơn nữa trong thành vốn có cường giả của hơn ngàn đảo nhỏ hội tụ lại, vốn đã hỗn loạn giờ lại càng hỗn loạn hơn. Sắc mặt Triển Hồng Đồ khẽ biến. Châu tôn giả, không thể để những người này chạy thoát khỏi nơi đây. Trần Vãn Khanh trầm ngâm chút, nhất thời hiểu rõ được ý tứ của hắn. Nếu thì trò Lâm Nghi Vũ đã chết, Hải Thiên Môn đối với bọn họ mà nói đã trở thành một miếng bánh để cắn nuốt. Hôm nay tiên thiên cường giả của Hải Thiên Môn ở trong thành còn đông đúc, nếu không thừa dịp này làm một mẻ lưới để bắt tất cả, như vậy ngày sau chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn. Vỗ nhẹ lên linh thiếu, con linh thiếu lập tức vỗ cánh bay xuống dưới. Trần Vãn Khanh nói thì thầm vài câu,
rồi từ trên cao nhảy xuống cùng với Triển Hồng Đồ. Hai chân Triển Hồng Đồ vừa mới chạm đất, hắn lập tức cao giọng nói: "Lão phu Triển Hồng Đồ của Kiền Sơn Môn cùng với Chân Vãn Khanh của Liên Thiếu Cốc ở đây. Tất cả những ai không phải là người của Hải Thiên Môn đều quay trở lại chỗ mình, không được chạy loạn, nếu không sẽ phải chịu họa sát thân." Lời hắn còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành một đạo tinh quang đuổi theo một vị thiếu niên cường giả trong Hải Thiên Thành, hơn nữa còn giơ quyền đánh tới. Chênh lệch giữa tôn giả và tiên thiên cảnh giới quả là rất lớn, mặc dù chỉ là một quyền đơn giản nhưng cũng có thể đánh gục được đối phương. Còn Chân Vãn Khanh tuy chỉ là một vị tôn giả nữ giới, nhưng một khi nàng đã quyết tâm ra tay thì mức độ tàn nhẫn không hề dưới Triển Hồng Đồ. Hai người đem thân pháp của mình thi triển tới cực hạn, thế là tiên thiên cường giả có ý định chạy trốn trên cơ bản đều bị hai người giải quyết. Về phần những cao thủ nội kình bình thường, hai người Triển Hồng Đồ lại không ngăn trở, bởi vì đối với bọn họ mà nói, nếu có thể giết sạch tiên thiên cường giả của Hải Thiên Môn, như vậy những người khác có thể phái người tiêu diệt mà không gặp bất cứ khó khăn gì lớn. Chỉ một thoáng thời gian đã có ít nhất 10 vị tiên thiên cường giả chết vào trong tay hai người Triển Hồng Đồ. Nhưng hai người đều biết trong 10 người đó khẳng định cũng có người sai sót. Nhưng mà dưới tình huống hỗn loạn như thế này, nếu không lấy uy thế Lôi Đỉnh Vạn Quân mà xử lý, mà chỉ cần một chút chần chờ, cam đoan mọi người trong thành sẽ lập tức bỏ trốn. Hai người bọn họ cho dù là tôn giả nhưng cũng không có khả năng một lúc ngăn cản được nhiều người như vậy. Cứ như vậy, trong vòng một canh giờ, hai người Triển Hồng Đồ không ngừng càn quét bên ngoài Hải Thiên Thành. Hễ là tiên thiên cường giả từ bên trong chạy ra, hay cả những cao thủ hậu thiên cũng khó có thể thoát khỏi lòng bàn tay hai người. Một canh giờ sau, từ phương xa xuất hiện liên tục mấy chấm đen. Mấy chấm đen này dùng tốc độ nhanh như điện bay tới. Hai người Triển Hồng Đồ lập tức đem sát khí của mình thu liễm lại, đồng thời tươi cười tiến lên nghênh đón. Lúc Hạ Nhất Minh quay trở về thành thì bên trong đã rối loạn vô cùng. Nhưng cho dù nó có loạn thế nào thì cũng không có bao nhiêu người dám rời khỏi thành, đặc biệt là những tiên thiên cường giả đến từ các đảo nhỏ xung quanh. Mục đích của bọn họ tới đây là vì thịnh hội 20 năm một lần, nhưng không nghĩ tới lần này lại bị cuốn vào trong vùng nước đục này. Mặc dù trong lòng thầm kêu khổ, nhưng sau khi nhìn thấy kết quả có một số tiên thiên cường giả ôm hy vọng may mắn có thể chạy thoát, những người này chỉ đành ở yên một chỗ chờ đợi. Hai người Triển Hồng Đồ di chuyển nhanh chóng trong thành, giết chết những cao thủ của Hải Thiên Môn. Đột nhiên nghe thấy Linh Thiếu ở trên không trung kêu lên một tiếng, liền vội vàng rời khỏi thành. Từ đằng xa, có thể nhìn thấy Sở Hào Châu cùng với Hạ Nhất Minh sóng vai cùng đi tới nơi này. Theo sau hai người chính là Bách Linh Bát cùng Bạch Mã. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì ngoại trừ con Bạch Mã ra, tựa hồ như không có ai đáng để chú ý. Nhưng hai người Triển Hồng Đồ lại biết đây là một tổ hợp vô cùng đáng sợ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, vội vã tiến lên nghênh đón. Đừng nói giờ phút này cao thủ của Hải Thiên Môn không còn mấy người, cho dù toàn bộ cao thủ vẫn còn nguyên, hơn nữa còn chạy trốn khắp nơi, thì hai người cũng không hề để ý tới. Cùng với mấy người này so sánh, tiên thiên cường giả giống như một con kiến hôi, căn bản không đủ tư cách tiến lên nói chuyện. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn qua trong thành, hai tai hơi động một chút nói: "Trong thành rất hỗn loạn." Triển Hồng Đồ cười khò một tiếng: "Hạ huynh, thầy trò Lâm Nghi Vũ đã bỏ mình, tự nhiên là một tin tức chấn động. Bất quá Hạ huynh yên tâm, Triển mỗ nhất định sẽ xử lý thỏa đáng." Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn Sở Hào Châu một chút, trong lòng thầm than. Hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Triển Hồng Đồ, bất quá đây cũng đúng với suy nghĩ của Sở Hào Châu. "Hạ tôn giả, hôm nay là kỳ tỷ võ đại hội 20 năm một lần của Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng hôm nay xem ra không thể tiến hành được rồi." Trần Vãn Khanh đột nhiên ngắt lời nói: "Xin hạ tôn giả cho chúng ta một cái chủ ý, xem nên xử lý chuyện này thế nào." Hạ Nhất Minh tức giận phất tay nói: "Đây là chuyện của Bồng Lai Tiên Đảo, không liên quan gì tới ta." Ánh mắt Triển Hồng Đồ cùng Chân Vãn Khanh hiện lên một tia vui mừng. Mà dù sớm biết Hạ Nhất Minh sẽ không ở lại đây khai tông lập phái, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của Hạ Nhất Minh, trong lòng hai người bọn họ không tránh khỏi có chút lo lắng. Hôm nay một lần nữa được Hạ Nhất Minh cam đoan, bọn họ thở phào nhẹ nhõm như bỏ được tảng đá từ trên lưng xuống. Nếu Hạ Nhất Minh đột nhiên thay đổi chủ ý, như vậy với thực lực của hắn thì Bồng Lai Tiên Đảo này chính là thiên hạ của một mình hắn, không còn chỗ cho hai người bọn họ.
Trần Hồng Đồ đảo ánh mắt. Đã như thế, Lão Phu sẽ thông chi cho bọn họ tạm thời trở về. 3 tháng sau, quay trở lại đây tham gia tỷ võ được chứ? Hạ Nhất Minh không nhịn được vung tay nói. Các ngươi tự mình quyết định đi. Trần Hồng Đồ mỉm cười gật đầu. Hai chân hắn hơi nhún một cái, thân ảnh đã quay trở lại trong thành. Sau đó âm thanh của hắn vang lên. Các vị, Lâm Nghi Vũ cùng với Trần Ốc của Hải Thiên Môn cấu kết với tôn giả ma đạo là cổ lão mà. Hơn 100 năm trước cùng với Phong Tử muốn biến Bồng Lai Tiên Đảo thành địa bàn của ma đạo. Thanh âm trầm ổn hữu lực của hắn chuyển tới khắp mọi ngóc ngách của Hải Thiên Thành, ai ai cũng nghe rõ. Sau khi nghe được tin tức do Triển Hồng Đồ nói ra, sắc mặt của tất cả các tiên thiên cường giả đều thay đổi. Đa số mọi người ở đây đều đã nghe nói qua cổ lão ma cùng Phong Tử, biết hai người này giết người vô số, là một trong những ma đầu cực phách. Đợi cho mọi người nghe hết được tin tức mình nói ra, hắn mới tiếp tục nói. Sở Hào Châu Huynh cùng với Hạ Nhất Minh Huynh nghe được tin tức này, không tiếc đường xá lặn lội tới đây đánh nhau với Lâm Nghi Vũ, cuối cùng giết chết 4 người này, khiến cho Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta tránh được một màn mưa máu gió tanh. Trong nháy mắt, cả thành thị lập tức an tĩnh trở lại. Nói thật, cổ lão ma cùng Tiết Phong Tử đã ẩn thế hơn 100 năm, danh tiếng cũng không còn cường đại như trước. Nhưng cho dù là bất cứ kẻ nào có thể nghe được từ miệng Trần Hồng Đồ nghe ra hai người này ít nhất là cao thủ cấp bậc tôn giả. Nhưng để giết chết 4 vị tôn giả thì cần lực lượng cường đại tới mức nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều biết, từ nay về sau, chức danh đệ nhất môn phái trên Bồng Lai Tiên Đảo chính thức đã đổi chủ. Trần Hồng Đồ rất hài lòng với kết quả này, hắn cất cao giọng nói. Bởi vì đám người Lâm Nghi Vũ đã khiến cho Hải Thiên Thanh hôm nay đại loạn, không thể tiến hành tỷ võ như bình thường. Cho nên Lão Phu cùng với Trần Vãn Khanh tôn giả của Linh Thiếu Cốc đã thương nghị, đại hội tỷ võ lần này tạm thời dời lại 3 tháng sau sẽ cử hành lại. Bây giờ các vị có thể rời đi. Nửa ngày sau, mới có người lớn gan rời đi. Đã có người mở đầu, những người còn lại tự nhiên sẽ không ở lại chờ đợi thêm nữa. Tất cả mọi người đã bị thủ đoạn ác liệt vừa rồi của hai người Triển Hồng Đảo dọa cho sợ hãi. Nếu như có lựa chọn khác thì không ai nguyện ý ở lại nơi này. Nhìn vô số người nối đuôi nhau rời đi, trong lòng hai người Triển Hồng Đồ thầm kêu đáng tiếc, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp gì khác. Sau khi đám người Hạ Nhất Minh quay lại đây, bọn họ cũng không tiếp tục đại khai sát giới nữa. Cho nên giờ phút này, dương nhiệt của Hải Thiên Môn khẳng định sẽ trà trộn vào trong đó để rời khỏi thành. Hai vị, Hải Thiên Thành ngày sau sẽ là của hai phái các người. Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười nói. Chúc mừng, chúc mừng. Hai người Trần Hồng Đồ lập tức nói những lời khách sáo. Ánh mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên ngưng lại nói. Hải Thiên Môn bây giờ đã giống như chó nhà có tàng, nhất định sẽ yếu thế. Không biết hai vị ngày sau định làm như thế nào. Hai vị tôn giả hơi ngẩn người ra. Sau một lát, Trần Vãn Khanh nói. Hạ tôn giả, Linh Thiếu Cốc chúng ta luôn an phận trong lãnh địa của mình, đối với bên ngoài cũng không có dã tâm. Trần Hồng Đồ lo lắng một chút nói. Trần tôn giả nói không sai, kỳ thật bản môn cũng không có bao nhiêu dã tâm, có được 1/3 khu vực như vậy cũng đủ rồi. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, bộ mặt tươi cười lộ ra vẻ cao thâm khó lường. Trong lòng hai người Trần Hồng Đồ không yên, nhưng không đoán ra được ý tứ của Hạ Nhất Minh, chỉ biết cười khổ trong lòng chứ chẳng khác được. Hạ Nhất Minh cao giọng nói. Triển huynh, sư phụ của Đông Thành đã tới. Hắn muốn mau chóng nhìn thấy Đông Thành, mời ngươi theo ta trở về. Hắn nói cũng không lớn, nhưng ngữ khí vô cùng kiên định. Trần Hồng Độ vội vàng nói. Hạ huynh nói chính là... Nếu... Hắn đột nhiên dừng lại, giống như đang bị ai đó cầm dao cắt vào động mạch cổ một cách đột ngột vậy. Sau đó, hắn kinh ngạc nhìn Sở Hảo Châu, ánh mắt lộ thần sắc phức tạp nói. Sư phụ Hoắc Đông Thành, chẳng lẽ chính là Sở huynh sao? Hạ Nhất Minh cười tủm tỉm nói. Như thế nào? Chẳng lẽ Triển huynh muốn hoành đạo đoạt ái sao? Trần Hồng Đồ nghĩ tới Sở Hảo Châu đã đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên, nhất thời cả người run lên, vội vàng nói. Hạ huynh chưa nói dẫn như thế, tiểu đệ nào có gan làm như thế? Hạ Nhất Minh lúc này mới hài lòng gật đầu. Hai vị, Sở huynh lần đầu tiên thu đồ đệ, Hoắc Đông Thành cũng là đại đệ tử, ngày sau sẽ kế thừa toàn bộ y bát của Sở huynh. Cho nên lần này quay về chọn ngày lành tháng tốt để cho Đông Thành bái sư à? Sở Hảo Châu trong mày nói. Hạ lão đệ, còn lựa chọn ngày tháng làm gì? Ta thấy hôm nay chính là ngày tốt nhất.
Hà Nhất Minh tức giận, liếc mắt nhìn lão một cái. Bất quá khi nhìn ra được ánh mắt lo lắng của đối phương, không khỏi than nhẹ một tiếng. Giả huynh, Đông Thành ở trong Kiền Sơn Thành, hắn không chạy thoát đâu. Giả Hảo Châu cô chấp lắc đầu. Khi còn chưa bái sư, lão phu không còn yên tâm. Dứt lời hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tinh quang. Trần tôn giả, Triển tôn giả, lão phu muốn hai vị đi Kiền Sơn Thành trước một chuyến, thuận tiện giúp lão phu chuẩn bị điển lễ thu đồ đệ, không biết ý hai vị thế nào. Trần Văn Khanh cùng với Triển Hồng Đồ nào có gan cự tuyệt, lập tức tươi cười đáp ứng. Bất quá ánh mắt hai người nhìn thoáng qua Hải Thiên Thành, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Sa Hào Châu khẽ gật đầu. Lão phu còn có chút sự tình muốn làm, hai vị xin cứ tự nhiên. Hy vọng khi lão phu tới Kiền Sơn Thành, mọi việc đã được hai vị chuẩn bị tốt. Trong lòng hai người Triển Hồng Đồ không khỏi ớn lạnh. Bọn họ đoán ra được ý nghĩ của Sở Hảo Châu, nhưng lúc này có giết chết bọn họ cũng không dám nói một lời nghi vấn. Trần Văn Khanh ngẩng đầu kêu lên một tiếng, linh thiếu từ trên không trung lập tức đáp xuống. Hai người thi lễ với Sở Hảo Châu cùng với Hạ Nhất Minh, rồi lập tức lên lưng linh thiếu bay đi. Lời nói của Sở Hảo Châu tuy bình thản, nhưng rõ ràng là có ý chọc khách, để cho hai người bọn họ không dám có ý định đứng lại. Hạ Nhất Minh nhìn linh thiếu đang rời đi, kinh ngạc nói: Sở đại ca, ngươi vì sao lại đuổi bọn họ đi? Sở Hảo Châu cười hắc hắc: Lão đệ, ta mang ngươi tới một địa phương tốt. Hắn xoay người rời đi, nhanh chóng tiến vào trong thành. Cả hai xuyên qua đại điện đã bị sụp đổ, đi tới trước một dãy phòng ốc trong Hải Thiên Thành. Hai tay Hạ Nhất Minh hơi động, lập tức nghe được chỗ này không còn một bóng người nào. Phòng chừng những người ở nơi này đều có liên quan tới Hải Thiên Môn, cho nên mới chạy trốn hết rồi. Sở Hảo Châu thở dài một tiếng nói: Lão đệ, nơi này chính là bảo khố ngày xưa của bổn môn. Ngữ khí của hắn có chút bi thương nói: Tiên Linh Sơn nhất mạch bị diệt môn đã có truyền thừa hơn 3.000 năm, ở trong Đông Hải này tuyệt đối là môn phái đầu tiên. 3.000 năm thu gom bảo tàng đều cất giấu ở nơi này. Lúc này Hạ Nhất Minh mới biết được vì sao Sở Hảo Châu lại đuổi hai người Triển Hồng Đồ đi. Nếu là chính mình thì cũng sẽ lựa chọn tương tự mà thôi. Sở Hảo Châu lắc đầu, từ trong tưởng niệm thoát ra, hắn đi nhanh tới trước một căn phòng. Nơi này là có 4 căn phòng bình thường, không khác gì những nơi khác. Sở Hảo Châu dựa theo trí nhớ của mình đi vào trong một căn phòng lớn. Trong phòng thờ phụng bức tượng của chiến thần, thứ này ở Kiển Sơn Môn cùng với Hoắc gia cũng có. Đây tựa hồ như là một nhân vật nổi tiếng ở Bồng Lai Tiên Đảo. Sở Hảo Châu hướng về phía bức tượng cung kính, sau đó tiến lên, đi tới sau lưng bức tượng, lục lọi một lúc lâu mới lần mò ra được cơ quan. Hơi tác động vào, lập tức xuất hiện một chiếc động khẩu. Hắn cất tiếng cười to, tiến nhập vào bên trong động khẩu. Hạ Nhất Minh tò mò đi theo sau. Rất nhanh hai người đã đi tới đáy động. Nhưng mà sau khi tới nơi này, nụ cười trên mặt của Sở Hảo Châu lập tức biến mất. Ở đáy động trống rỗng, không có bất cứ đồ vật gì. Hai mắt Sở Hảo Châu lộ vẻ tức giận nói: Lâm Nghi Vũ đáng chết, hắn khẳng định đã đem những đồ vật ở đây đi nơi khác. Lão tức giận hừ một tiếng: Lão đệ, chúng ta tìm một phen, nhất định phải tìm ra được bảo khố của Hải Thiên Môn. Hạ Nhất Minh hơi suy nghĩ một chút, vỗ ngực thề thốt nói: Việc này giao cho đệ xử lý đi. Xoay người lại, ánh mắt Hạ Nhất Minh dừng ở trên người Bách Linh Bát. Đương nhiên, cái hắn nhìn không phải là Bách Linh Bát, mà là bảo trư ở trong ngực của Bách Linh Bát. Thân hình hơi nhoáng lên một cái, Hạ Nhất Minh đã tới gần Bách Linh Bát, nhẹ nhàng đưa tay ra túm lấy cổ của con bảo trư kéo ra. Thân thể bảo trư nhất thời bị kéo về sau, nhưng Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ quái chính là 4 chân trước của nó vẫn gắt gao bám lấy Bách Linh Bát. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói: Bảo trư, nhanh dậy đi nào. Con bảo trư khẽ lẩm bẩm 2 tiếng, rốt cục mở mắt ra. Cặp mắt nhỏ của nó đảo qua xung quanh một vòng, cuối cùng buông Bách Linh Bát ra, ở giữa không trung nhẹ nhàng quay người, thân hình lập tức áp chặt vào Hạ Nhất Minh. Sở Hảo Châu kinh dị kêu lên một tiếng, đưa ánh mắt kỳ dị nhìn bảo trư. Lão đệ, sùng vật này của ngươi có lai lịch bất phàm à? Sở Hảo Châu nói. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, hắn đối với lai lịch của bảo trư vốn đã có ý định tìm hiểu, nhưng mà cho hắn tìm kiếm vô số những bút tích của tiền bối lưu lại vẫn không nhận ra được lai lịch của nó, cho nên mới không thể làm gì khác, đành tạm thời không tiếp tục tra cứu nữa. Bây giờ nghe thấy Sở Hảo Châu nói vậy, trong lòng không khỏi có hy vọng hỏi: Lão ca, ngươi biết lai lịch của con bảo trư này sao?
Sở Hào Châu giật mình nói: "Người không biết sao?" Hạ Nhất Minh lắc đầu nói: "Tiểu đệ quả thật không biết." Sở Hào Châu nhún vai nói: "Ta vừa mới xem động tác của nó, tựa hầu như nó nắm được cách vận dụng chân khí. Điều này quả thật không đơn giản." Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí. Sở Hào Châu nói những lời này rất bình thường, nhưng Hạ Nhất Minh biết rõ linh thiếu cùng con người bất đồng. Loài người nếu có thể tiến vào tiên thiên, tự nhiên có thể tự do điều động chân khí. Nhưng linh thiếu muốn điều khiển chân khí giống như loài người, như vậy nhất định phải đạt tới thánh thú chi cảnh. Giống như Hắc Ngổ Thiếu Vương, Bạch Mã Lôi Điện cùng Lục Túc Quái Thú, cũng chỉ có những linh thú cường đại cỡ này mới có thể nắm giữ được khả năng điều động chân khí. Hạ Nhất Minh giơ con bảo trư ở trong ngực lên, chăm chú nhìn. Bảo trư cũng đưa hai đôi mắt bé tí của mình lại nhìn hắn. Bất chi bất giác, một người đối với một thú nhìn chằm chằm. Sở Hào Châu ở bên cạnh không hiểu hắn muốn làm gì. Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh quay đầu lại, căn bản không tin nói: "Lão ca, huynh khẳng định đã nhìn lầm. Chỉ bằng vào bộ dạng này của nó, chả có điểm nào giống thánh thú." Sở Hào Châu trần trần nửa ngày, rốt cục gật đầu một cái. Quả thật vô luận nhìn từ góc độ nào cũng không thấy con bảo chư giống thánh thú. Tự hồ như hiểu được ý tứ của hai người Hạ Nhất Minh, bảo chư trong tay Hạ Nhất Minh bắt đầu giãy giụa, hơn nữa miệng còn kêu lẩm bẩm, tự hồ như nó rất không hài lòng. Hạ Nhất Minh vội vàng trấn an nó vài câu, sau đó nói: "Bảo chư, theo ta được biết, nơi này có cất giấu bảo tàng rất lớn, ngươi xem thế nào?" Hạ Nhất Minh đem bảo chư thả trên mặt đất. "Phụ cận chỗ này, ngươi chậm rãi tìm đi." Tựa hồ như nó hiểu được ý tứ của Hạ Nhất Minh, bảo chư lập tức cúi đầu, phát ra âm thanh tê tê rất nhỏ. Sở Hào Châu không hiểu hỏi: "Lão đệ, ngươi định làm gì vậy?" "Tầm bảo." "Tầm bảo?" Sở Hào Châu chỉ vào con bảo chư, miệng không cười nổi nói: "Lão đệ đang nói giỡn phải không?" Hạ Nhất Minh cười hắc hắc vài tiếng, hắn đối với bảo chư rất tin tưởng. Tiểu gia hỏa này di chuyển trong căn phòng nửa ngày, ngẩng đầu lên đưa ánh mắt mờ mịt và nghi hoặc nhìn Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh vỗ trán, hắn đột nhiên nghĩ ra, nếu Tiên Linh Sơn nhất mạch cất giấu bảo khố ở đây thì một khi bị người ta phát hiện, tự nhiên sẽ mang toàn bộ đi, không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn ôm bảo chư lên, tiến ra ngoài căn phòng. "Bảo chư, địa điểm bảo khố ở ngay trong thành thị này, ngươi tìm đi." Hạ Nhất Minh chắc chắn này. Sở Hào Châu ở phía sau đưa ánh mắt hồ nghi nhìn hắn. Tiểu huynh đệ này chẳng lẽ bị ấm đầu sao? Nhưng mà nhìn động tác liên tục di động của bảo chư làm cho hắn lại giật mình. Tiểu tử này đem chiếc mũi đặc biệt của mình áp xuống mặt đất, sau đó lấy cây mũi làm trung tâm, sau đó di chuyển một vòng. Cuối cùng nó ngẩng đầu lên, hướng về phía trước lao đi. Hạ Nhất Minh nhất thời vui mừng khôn xiết. Hắn cười dài một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái như điện đuổi theo. Tốc độ của con bảo chư cực nhanh, mặc dù còn xa mấy bằng Bạch Mã, nhưng không hề dưới bất cứ tiên thiên cao thủ nào. Rất nhanh sau đó, nó đã đi tới bên cạnh đống đổ nát, đưa mắt nhìn Hạ Nhất Minh, trong miệng phát ra tiếng kêu nhỏ. Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn mặt đất nơi này, kinh ngạc nói: "Chúng ở nơi này sao?" Địa phương này chính là nơi ban đầu hắn cùng với mấy người Lâm Nghi Vũ xảy ra chiến đấu. Sau một đoạn thời gian, nó đã trở thành một đống đổ nát, không còn thấy được ngôi đại điện cao ngút trời nữa. Sắc mặt Sở Hào Châu khẽ biến. Rất có khả năng Tiên Linh Sơn nhất mạch chúng ta năm đó trưởng quản thành thị cũng không có trùng kiến tòa đại điện này. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, khẽ phất tay, một cỗ chân khí từ trong người hắn tản mát ra chung quanh. Đây chính là phong lực lượng, dưới sự khống chế của Hạ Nhất Minh, nó lấy bọn họ làm trung tâm hội tụ thành một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy này chậm rãi di chuyển xung quanh Hạ Nhất Minh, những mảnh đất đá vụn đã bị nó cuốn vào bên trong, hơn nữa còn dần dần khuếch tán ra xung quanh. Sở Hào Châu hơi gật đầu, hắn cũng là một cường giả đang ngưng luyện phong chi hoa, cho nên biết rõ một chiêu này của Hạ Nhất Minh ẩn chứa bao nhiêu khó khăn. Trong lòng lão vừa động, phong lực lượng xung quanh nhất thời càng cường đại hơn. Chỉ là giờ phút này, xung quanh xuất hiện thêm hai luồng phong chi lực bất đồng. Nếu như hai luồng lực lượng này chạm vào nhau, khẳng định sẽ giống như hỏa tinh va chạm với địa cầu vậy, lực bộc phát sẽ vô cùng kinh người. Thế nhưng lúc này, hai cú lực lượng dò xét lẫn nhau một chút, rồi chạm rãi dung hợp vào nhau. Rất nhanh sau đó, hai cỗ lực lượng đã biến thành một cỗ lực lượng cường đại, chúng hỗ trợ lẫn nhau, đem uy lực phát huy tới mức cường đại nhất. Nửa ngày sau, đống đổ nát xung quanh đã được dọn sạch, cuối cùng còn sót lại chỉ là một mảnh đất trống.
Hạ Nhất Minh cùng Sở Hảo Châu liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đồng thời phá lên cười. Một màn mới rồi nhìn thì đơn giản, tuy nhiên muốn làm được thì lại không phải chuyện dễ dàng. Hai cỗ phong lực lượng do hai vị tôn giả khác nhau thi triển, nếu muốn đem lực lượng của chúng hợp lại với nhau, như vậy nhất định phải phối hợp vô cùng ăn ý. Nếu trong thâm tâm không tín nhiệm đối phương thì tuyệt đối không dễ dàng làm được điều này. Bảo Trư nhảy xuống đất, hưng phấn chạy xung quanh. Hạ Nhất Minh thu liếm tâm thần quan sát chung quanh một vòng, nhưng ngửa này sau cũng không nhìn ra cái gì. Tuy nhiên, ánh mắt Sở Hào Châu càng lúc càng sáng, miệng lão thì thào nói nhỏ gì nữa. Hơn nữa hai tay còn đang tính toán toán cái gì đó. Động tác của lão dẫn tới sự chú ý của Hạ Nhất Minh. Lão cả, huynh nhìn ra cái gì sao? Sở Hào Châu khẽ gật đầu nói, nghĩ không ra, Hải Thiên Môn lại có nhân tài như vậy. Lão đưa tay lên chỉ tới một chỗ nói, trên mặt đất nơi này có đặt một loại trận pháp. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Theo hắn biết, chỉ có những môn phái như Linh Tiêu Bảo Điện mới có khả năng sở trường về trận pháp. Thế mà Hải Thiên Môn mặc dù có hai vị tôn giả, nhưng nếu nói môn phái này có một trận pháp sư như vậy, khiến cho người ta khó có thể tin được. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh hỏi, lão cả, huynh làm thế nào có thể nhìn ra được? Sở Hào Châu cười ngạo nghễ nói, lão đệ, chẳng nhẽ đệ quên ta là đoán tạo sư, hơn nữa là một trong những đoán tạo sư hàng đầu. Hạ Nhất Minh lúc này mới thư thái. Các đoán tạo sư bình thường đương nhiên không hiểu gì về trận pháp, nhưng những đoán tạo sư hàng đầu lại khác. Bên trên thần binh lợi khí của bọn họ đều có những tiểu hình pháp trận, khiến cho khi vận dụng vũ khí có thể phát huy uy lực lớn hơn mức bình thường. Bất quá, số lượng đoán tạo sư hàng đầu cùng với luyện đăng sư đứng đầu giống nhau, đều vô cùng ít ỏi khó gặp, cho nên Hạ Nhất Minh mới có thể trong thời gian ngắn nghĩ không ra. Sở Hào Châu thả bước dạo quanh nơi đây một vòng, sắc mặt lão từ từ ngưng trọng nói, trận pháp này bố trí tương đối huyền diệu, nếu lão ca đoán không sai, người tạo ra trận này có tài năng không hề dưới lão cả. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, bây giờ nên làm như thế nào? Sở Hào Châu nghiêm nét mặt nói, đầu tiên là phải tìm được cửa vào trận pháp, chỉ có như thế mới có thể phá vỡ trận đổ mà không làm hư hại tới bảo tàng ở bên trong. Hạ Nhất Minh hơi giật mình hỏi, trận pháp này còn có tác dụng hủy diệt bảo tàng sao? Sở Hào Châu khẽ lắc đầu nói, lão ca cũng không biết, nhưng chính vì vậy mà không thể làm loạn. Hạ Nhất Minh gãi gãi đầu nói, lão ca, xin lỗi, chuyện này tiểu đệ đành bất lực. Sở Hào Châu cười ha hả, không sao, chút trận pháp này không làm khó được ta, chỉ cần tính toán cẩn thận một phen là có thể phá giải. Lão đi vòng quanh sân một vòng, đến mỗi một chỗ khác nhau đều dừng lại một chút. Suốt nửa canh giờ sau, trên mặt mới lộ ra nụ cười tươi như chút được gánh nặng. Hạ Nhất Minh thấy thế mừng rỡ nói, Sở lão ca, huynh đã tính được rồi sao? Sở Hào Châu hơi gật đầu, 5 năm khổ tu của lão cũng không uổng phí, có thể trong một thời gian ngắn tìm được cửa vào bảo tàng đã làm cho lão phi thường hài lòng. Lão vung tay áo nói, cửa vào bảo tàng hẳn là ở nơi này. Khi hắn đưa tay ra, ở trên hư không điểm mấy cái theo một trình tự kỳ bí. Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát cùng với Bạch Mã Lôi Điện ở phía sau nhìn về phía lão. Theo ngón tay của Sở Hào Châu, đám người Hạ Nhất Minh dễ dàng nhìn thấy con Bảo Trư đang quỳ rạp trên mặt đất, trông dáng vẻ lười biếng như ngủ như không của nó. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, Sở lão ca, cửa vào bảo tàng ở đâu? Gương mặt Sở Hào Châu hơi co quắp lại, cuối cùng nói, là chỗ con linh thú của đệ đang nằm. Sau khi nhìn thấy vị trí của con Bảo Trư đang nằm, sắc mặt vốn tươi cười của Sở Hào Châu đã sớm biến mất. Biểu hiện kiệt xuất của con Bảo Trư đã làm cho lòng tin của lão bị tổn thương, cũng không dám tiếp tục nói chuyện về trận đổ nữa. Mấy vừa rồi, lão vòng quanh cần nửa giờ mới vất vả tính ra được cửa vào trận pháp. Nhưng không nghĩ tới thoáng cái con Bảo Trư đã tìm được, hơn nữa còn nằm đó ngủ nửa ngày. Chênh lệch lớn như vậy, cho dù là da mặt Sở Hào Châu có dày hơn nữa cũng không khỏi có chút đỏ lên. Bất quá, sau khi tìm được cửa vào nơi cất giấu bảo khố, đám người Hạ Nhất Minh đối với Lâm Nghi Vũ vô cùng bội phục. Người khác cất giấu bảo khố đều ở địa phương bí ẩn, người khác khó phát giác được. Nhưng Lâm Nghi Vũ lại làm điều ngược lại. Bọn hắn dám đem bảo tàng cất giấu ở trong đại điện, nơi có vô số người thường ngày hay đi qua. Nói cách khác, chỉ đơn độc nói về đảm lược đã khó có người so sánh được. Mở cửa động khẩu ra, bên trong là một thông đạo thẳng tắp,
Trên tầng thông đạo được gắn những tấm sắt màu đen. Trên thông đạo đen ngòm, ánh mắt mọi người mơ hồ có vẻ tò mò. Sở Hảo Châu không nói hai lời nhảy xuống. Với thực lực của hắn hiện tại, hiển nhiên không để cơ quan này trong mắt. Chỉ cần không phải là công kích của cao thủ cấp bậc tôn giả, lão ngay cả mắt cũng không thèm chớp một cái. Hà Nhất Minh đưa tay ra ôm lấy Bảo Trư vào lòng, sau đó cũng nhảy xuống. Bách Linh Bát liếc mắt nhìn sang con Bạch Mã một chút, tựa hồ như có chút trêu đùa, sau đó nhảy xuống. Bạch Mã nhìn ánh mắt của Bách Linh Bát có chút hoảng sợ. Nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng không nghĩ nữa. Nhưng mà đợi khi nó cũng muốn nhảy xuống theo, thì đột nhiên phát hiện cái động khẩu này không phải lớn. Loài người đi xuống thì không có vấn đề gì, nhưng thân hình to lớn của nó không làm sao chui lọt được. Tức giận, nó nhấc chân lên định đá vài cái, nhưng lại sợ làm cho cánh cửa sụp đổ, khiến cho đám người Hạ Nhất Minh gặp nạn. Không thể làm gì khác hơn, Bạch Mã chỉ đành hậm hực bỏ chân xuống, bất đắc dĩ ở bên ngoài chờ đợi. Bất quá với trí thông minh của con Bạch Mã, nó lập tức nghĩ lại ánh mắt lúc nãy của Bách Linh Bát. Trong lòng nó mơ hồ có cảm giác hắn đang cười nhạo nó. Cái động khẩu này rất sâu, ước lượng khoảng 3 trượng. Nhưng cũng bởi vì thế cho nên nếu không tìm ra được cửa động thì căn bản không ai phát giác ra được bên dưới lòng đất lại có bí mật. Xuống tới 3 trượng, mọi người đều dừng lại. Khi ba người nhảy xuống, cũng không có ai sờ vào những tấm sắt ở trên vách động khẩu. Từ khoảng cách 3 trượng mà rơi xuống mà không bị sao thì cũng chỉ có cường giả như bọn họ mới có thể làm được. Mọi người vừa chạm đất, thân thể lập tức bị ánh sáng màu lam bao phủ vào bên trong. Hạ Nhất Minh hít một hơi dài, nhẹ giọng nói: "Ngọc trai đẹp quá." Ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo đằng trước, trên thân đạo cứ cách vài bước lại khảm một viên ngọc trai. Ánh sáng màu lam chiếu vào bọn họ chính là do những viên ngọc trai này tỏa sáng ra. Với kiến thức của Hạ Nhất Minh, chỉ cần đảo mắt qua đã biết ngay, ngọc trai ở đây ít nhất đã có ngàn năm lịch sử. Đem ngọc trai có niên đại cả ngàn năm để làm công cụ chiếu sáng thì đây quả là điều vô cùng xa xỉ. Dọc theo thông đạo, ba người tiến vào bên trong, đi hơn 10 trượng mới tới một cái liên thành. Cũng chỉ có môn phái có lực lượng cường đại mới có thể thu thập được nhiều vật phẩm chân quý như thế. Nếu chỉ lấy sức một người thì cho dù cả đời cũng chưa chắc đã kiếm được một phần chỗ này. Sở Hào Châu tiến lên, cẩn thận nhìn lướt qua một lượt. Nhưng sau khi hắn nhìn khắp nơi, ánh mắt có chút thất vọng. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động nói: "Sở Lão Ca, huynh lần này tiến vào đây là muốn tìm vật gì sao?" Sở Hào Châu khẽ gật đầu nói: "Không sai, bảo khố của Tinh Liên Sơn nhất mạch chúng ta cũng có bảo vật đặc thù. Nó mới chính là thứ có giá trị liên thành, nhưng đáng tiếc ở đây lại không có." Thanh âm của lão không hề che giấu được vẻ thất vọng, ngay cả sự hăng hái lúc đầu cũng phai nhạt đi rất nhiều. Hạ Nhất Minh cúi đầu nhìn Bảo Trư trong lòng một lúc, tựa hồ như xem nó có hứng thú gì với những đồ vật trong này không. Nhưng sau khi nó nhìn thoáng qua những thứ trong này đã làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Trong căn bảo phố này cũng không có vật nào được Bảo Trư nhìn chúng. "Sở Lão Ca, bảo vật của quý môn đến tột cùng là thứ gì?" Sở Hào Châu do dự một chút, thở dài nói: "Sự tình cho tới bây giờ cũng không cần giấu giếm lão đệ nữa. Bảo vật đó của bổn môn chính là một kiện thần khí." Hạ Nhất Minh hít một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn ngập vẻ rung động. Người khác có lẽ không biết uy lực của thần khí, nhưng hắn lại không thể không biết. Lúc còn ở trên biển đã từng gặp qua một con hải quái to lớn. Hạ Nhất Minh giờ cơ duyên xảo hợp đã dẫn phát ra được liệt hỏa trong Cửu Long Lô. Chỉ là một ngọn lửa mà thôi, mà đã có khả năng thiêu cháy một đầu hải quái đáng sợ. Uy lực của thần khí nếu được phóng thích ra thì tuyệt đối có thể hủy diệt thiên địa. Thấy được sắc mặt của Hạ Nhất Minh, Sở Hảo Châu cười khổ nói: "Lão ca biết đệ không tin tưởng à?" Hạ Nhất Minh thu liếm tâm thần nói: "Đệ tin tưởng, bất quá đó là thần khí gì vậy? Nếu ngay cả hắn cũng có thể dùng một thỏi vàng để đổi lấy Cửu Long Lô ở trong tay một lão đầu tử, thì thế giới này không có chuyện gì không thể phát sinh nữa." Sở Hảo Châu ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó nghiêm mặt nói: "Kỳ thật thứ này chỉ là một bộ phận của thần khí, cùng với thần khí chính thức không thể so sánh được. Nhưng thần khí vẫn là thần khí, nó nắm giữ uy lực vượt xa khả năng chống đỡ của ta." Hạ Nhất Minh nhìn lão với ánh mắt tò mò, thúc giục nói: "Nó là loại thần khí gì?" "Nó tên là Lôi Chấn Tử, là một viên trong bộ thần khí Phích Lịch Thiên." Sở Hảo Châu cất cao giọng nói. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi biến sắc, trong lòng hắn nhanh chóng nghĩ tới một lời miêu tả về thần khí này. Khi còn ở trong Linh Tiêu Bảo Điện,
hắn đã từng xem qua những ghi chép về thần binh nổi tiếng mấy ngàn năm trước. Chỉ có thần binh trong thần đạo mới xứng đáng được gọi là thần binh lợi khí. Còn những thần binh lợi khí mà đỉnh cấp cường giả hiện nay sử dụng, nếu đem so sánh với thần khí chính thức, quả thật không đáng một xu. Thần khí Phích Lịch Thiên là một bộ thần khí hiếm thấy. Bộ thần khí này do 24 khối lôi chấn tử tạo thành. Mỗi một khối lôi chấn tử đều là thiên địa chí bảo. Đơn độc sử dụng từng khối đã không phải chuyện đùa. Nếu tổ hợp lôi chấn tử lại thành nguyên bộ thần khí Phích Lịch Thiên thì có khả năng hủy thiên diệt địa. Sở Hảo Châu lắc lắc đầu, thất vọng nói: "Hạ huynh đệ, ngươi vì lão ca tìm được một tên đệ tử tốt, cho nên lão ca muốn đem vật ấy tặng cho ngươi. Thật sự đáng tiếc à?" Hạ Nhất Minh vội vàng khoát tay nói: "Sở lão ca, huynh quá khách khí rồi. Dù thế nào, tiểu đệ cũng không nhận nổi trọng bảo như thế." Sở Hảo Châu cười cười nói: "Hạ lão đệ, uy lực của lôi chấn tử tuy cường đại, nhưng ở trong tay người bình thường rất khó có thể phát huy được. Bất quá, nếu vật này rơi vào tay người, mới có thể phát huy khả năng lớn nhất của nó." Hạ Nhất Minh giật mình nói: "Lão ca vì sao lại nói thế?" Sở Hảo Châu tiếc nuối nói: "Kỳ thật uy lực lôi chấn tử chỉ có thể sử dụng một lần. Sau mỗi lần sử dụng, cần phải dùng lực lượng cường đại để bổ sung thêm. Trước khi lôi chấn tử bổ sung được lực lượng, thì nó chẳng khác nào phế vật, có muốn sử dụng cũng không thể." Hạ Nhất Minh do dự một chút nói: "Lôi chấn tử cần cái gì mới có thể bổ sung lực lượng?" Hắn chỉ nghe qua một cái đã biết được điểm mấu chốt vấn đề của viên lôi chấn tử này. Trên mặt Sở Hảo Châu hiện ra một tia cười mỉm nói: "Lôi điện." Ánh mắt Hạ Nhất Minh dâng lên nói: "Bạch mã." Sở Hảo Châu gật đầu nói: "Không sai. Chúng ta trước kia mỗi lần sau khi sử dụng lôi chấn tử đều đem nó đặt ở nơi có nhiều lôi điện nhất. Mỗi một lần trên bầu trời xuất hiện lôi điện để bị lôi chấn tử hấp thụ, lâu rồi nó sẽ tràn ngập lực lượng. Nhưng nếu dùng cách này thì tốc độ khôi phục quá chậm, không có thời gian 1-2 năm tuyệt đối không thể sử dụng lại lôi chấn tử." Hạ Nhất Minh hiểu ra vấn đề nói: "Bạch mã có được lôi điện chi lực, nếu lôi chấn tử ở trong tay tiểu đệ, có thể để cho bạch mã bổ sung lực lượng cho nó." Sở Hảo Châu thở dài nói: "Lão đệ nói không sai, cho nên mới nói nếu kiện thần khí này rơi vào trong tay người thì mới phát huy được uy lực lớn nhất. Nhưng đáng tiếc chính là không biết tên trẻ đánh Lâm Nghi Vũ đã cất nó đi đâu." Hạ Nhất Minh cũng tiếc nuối lắc đầu, ánh mắt nhìn qua khắp nơi một lượt, đột nhiên hỏi thăm: "Sở lão ca, huynh định xử lý những thứ này thế nào?"